Từ bi cứu độ. Tin nhận vào đại từ bi, đại nguyện lực cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Pháp sư Huệ Tịnh Viên Thông dịch. Điểm đặc sắc của pháp môn Tịnh độ là dễ dàng. Pháp môn Tịnh độ có một đặc sắc là dễ dàng. Mặc kệ người đó là thế nào, chỉ cần chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nguyện sanh về tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thì chắc chắn giảng sanh về cõi nước của Ngài. Bởi vì giảng sanh về thế giới cực lạc không phải dựa vào công phu niệm Phật cao hay thấp, công đức lớn hay nhỏ của chúng ta, cũng không phải dựa vào thân phận của chúng ta, mà hoàn toàn nương tựa vào sức cứu độ đại từ đại bi của Đức Phật A Di Đà. Dù đó là ai, không luận là người xuất gia hay tại gia, không luận người đó biết tu hành hay không biết tu hành, không luận người đó bình sanh nghiệp thành hay cuối cùng đến lúc lâm chung mới niệm được một niệm, chỉ cần niệm Phật nguyện sanh về thế giới cực lạc thì quyết định được vãng sanh cực lạc. Cho nên pháp môn Tịnh độ về giáo lý không chỉ giải thích dễ hiểu mà còn dễ hành. Vì vậy nói pháp môn Tịnh độ là đạo dễ hành, đơn giản mà không phức tạp, dễ mà không khó, cạn mà không sâu, rõ ràng mà không mơ hồ. Tin nhận Di Đà cứu độ. Tông chỉ của tông Tịnh độ được đúc kết lại bởi bốn câu sau: Tin nhận Di Đà cứu độ, chuyên xưng Di Đà Phật danh, nguyện sanh Di Đà Tịnh độ, độ khắp mười phương chúng sanh. Hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu, thảo luận, chia sẻ về câu thứ nhất của tông chỉ là tin nhận Di Đà cứu độ. Tin nhận Di Đà cứu độ là nói tắt, nói đầy đủ là tin tưởng tiếp nhận sự cứu độ đại từ đại bi, đại nguyện đại lực, tích cực chủ động, bình đẳng vô điều kiện của Đức Phật A Di Đà. Cho nên bài giảng hôm nay có tựa đề là tin nhận Di Đà cứu độ. Tiêu đề phụ là tin nhận sự cứu độ đại từ đại bi, đại nguyện đại lực của Đức Phật A Di Đà. Pháp môn Tịnh độ là pháp môn nói về sự cứu độ từ bi của Đức Phật A Di Đà, không phải nói chúng ta tu hành cực khổ như thế nào đó để giải thoát. Phật giáo là tôn giáo nói về tu hành. Phật học nếu như không nói đến tu hành thì không phải là người học Phật. Hơn nữa, bởi vì các pháp môn đều khuyên dạy chúng ta tu nên chúng ta mới hướng về yêu thích Phật giáo, đồng thời tôn kính Phật giáo. Pháp môn Tịnh độ lại nói về sự cứu độ từ bi của Đức Phật A Di Đà, không phải nói về sự tinh tấn tu hành như thế nào đó để cầu giải thoát. Cảm giác ấy không giống với Phật giáo, vì thế không thể khiến người ta tôn kính mến chuộng. Đây có lẽ là quan điểm còn nhầm lẫn ít nhiều của hầu hết mọi người. Thật ra một khi người thật sự tu hành cần phải lấy Phật pháp làm tấm gương soi rọi những hành vi ba nghiệp của chính mình. Thời gian học Phật càng lâu, bản thân càng phải hổ thẹn sâu sắc. Bản thân là một người không biết tu hành, đến lúc này mới biết tìm cầu một pháp môn, tuy không có tu hành nhưng vẫn được cứu độ. Bấy giờ tâm mong ra khỏi sanh tử của họ càng khẩn thiết, quán chiếu về vô thường càng sâu sắc. Nên đối với suy nghĩ của mình, họ sẽ phản tỉnh vi tế và sâu lắng hơn. Tự nhiên họ sẽ càng cảm thấy phải nhanh chóng tìm cầu pháp môn cứu độ giải thoát. Quán vô thường, quán tội ác, quán tâm sanh tử, những pháp này đều là pháp căn bản mà người học Phật cần phải hoàn bị. Một khi đã hoàn bị cho bản thân những pháp căn bản này rồi, hành giả càng hiểu rõ hơn về căn cơ và tập khí của mình như thế nào, cũng biết rõ hơn bản thân phải nên y cứ vào những điều mà Đức Phật A Di Đà dạy, nương vào thân người khó được mà nay đã được này, Phật pháp trân quý khó gặp mà nay đã gặp, để giải thoát sanh tử luân hồi. Nên có câu nói: thân người khó được nay đã được, Phật pháp khó nghe nay đã nghe, thân này không chịu đời nay độ, lại hẹn đời nào độ thân này. Mục đích tối hậu mà Đức Phật ra đời là để cứu độ chúng sanh. Đặc tính của Phật giáo chính là từ bi, mà sự đại từ đại bi của Phật giáo là phải đạt đến khả năng có thể cứu độ bất cứ chúng sanh nào.
Nếu có chúng sanh nương theo Phật Pháp mà được lợi ích, lại có chúng sanh nào đó cũng nương theo Phật Pháp nhưng không được lợi ích, thì đây không phải là Phật Pháp chân chính. Vì nếu là Phật Pháp chân chính thì phải cứu độ hoàn toàn bình đẳng và không bỏ sót một chúng sanh nào. Cũng chính là nói, Đức Phật thuyết Pháp suốt 49 năm, chắc chắn những bài Pháp Ngài nói ra là để cứu độ tất cả chúng sanh trong cuộc đời này, khiến cho họ đều nhận được ánh sáng, khiến cho họ đều có hy vọng. Nếu không, sự xuất hiện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên thế gian này chẳng phải luống uổng hay sao? Nhìn chung, trong 84.000 pháp môn hay trong 8 tông phái lớn, chỉ có pháp môn tịnh độ là có thể hiển bày sự lợi ích chân thật của Phật Pháp, hiển thị được tâm đại từ đại bi của Đức Phật, cũng chính là sự cứu độ đại từ đại bi đại nguyện đại lực của Đức Phật A Di Đà. Một, sự quan trọng của từ bi. Quán Kinh nói, tâm Phật là đại từ đại bi, dùng vô duyên từ để nhiếp thủ các chúng sanh. Quán Kinh là Quán Vô Lượng Thọ Kinh, là một trong những kinh điển y cứ chính của tông Tịnh Độ, nên gọi là kinh điển y cứ chính, nghĩa là kinh điển y cứ chủ yếu. Quán Kinh định nghĩa rõ ràng, dễ hiểu về tâm của Phật. Tâm Phật là tâm đại từ đại bi. Nếu Đức Phật không có lòng từ bi, hoặc lòng từ bi không đủ lớn, đó không phải là Phật. Nói cách khác, nếu Phật giáo bỏ đi hai chữ từ bi thì không thành Phật giáo. Từ đó đủ thấy rằng từ bi đối với Phật giáo, đối với Phật, đối với người học Phật là quan trọng như thế nào. Dùng vô duyên từ nhiếp thủ các chúng sanh. Trong Phật giáo, từ bi được chia làm ba cấp độ: tiểu từ bi, trung từ bi và đại từ bi. Tiểu từ bi là chúng sanh duyên từ, trung từ bi là pháp duyên từ, và đại từ bi là vô duyên từ. Vô duyên nghĩa là không nói điều kiện. Từ bi phát khởi không dựa vào bất kỳ tình cảm, đối tượng hay lý luận nào, gọi là vô duyên từ. Vô duyên từ chỉ riêng Phật mới có. Công năng và tác dụng của nó là gì? Ở chỗ nhiếp thủ các chúng sanh. Nhiếp là bảo hộ, là cứu độ. Hễ là Phật nhất định có đầy đủ tấm lòng đại từ bi để yêu thương, bảo hộ và cứu độ chúng sanh. Cho nên đại từ đại bi nói về phương diện tâm thì có tấm lòng từ bi, nói về phương diện sức thì có năng lực để cứu độ chúng sinh. Kinh Niết Bàn nói, tất cả thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và chư Phật Như Lai, hết thảy căn lành thì từ là căn bản. Người tu hành học Phật, bất luận muốn thành tựu quả vị cảnh giới ở phương diện nào, đều không thể lìa nền tảng từ bi. Từ là căn bản, từ này bao hàm cả bi trong đó. Cho dù theo trình tự là từ thanh văn, duyên giác, hay là công đức của 12 nhân duyên, hay hạnh tu của Bồ Tát như tam học, lục độ vạn hạnh và phát tâm Bồ Đề, tất cả đều phải lấy từ bi làm căn bản. Nếu nói không có từ bi, chẳng những không có chư Phật Như Lai, Bồ Tát, mà cũng không có tất cả hàng thanh văn, duyên giác. Dù hàng thanh văn, duyên giác chú trọng về bát nhã, nhưng cũng bao hàm tấm lòng thương yêu trong đó. Từ bi là tâm niệm của chư Phật, là then chốt của Đạo Phật, là căn bản của Đạo Phật, là cội gốc của tất cả căn lành, là nền tảng của muôn việc thiện, là vua trong các điều thiện, là chỗ ẩn chứa các đức hạnh, là nơi mà tất cả chúng sanh quay về nương tựa. Quyến thuộc từ bi quan trọng hơn máu thịt, đời đời theo nhau, sống chết không xa rời. Căn cứ vào đoạn này, chúng ta càng thấy rõ hơn tính trọng yếu của từ bi. Từ bi là tâm niệm của chư Phật, cũng chính là điều mà trong Quán Kinh đã nói, tâm Phật là đại từ đại bi, dùng vô duyên từ nhiếp thủ các chúng sanh. Then chốt của Phật Đạo. Bước vào cửa Phật, thành tựu Phật Đạo cũng là khởi đầu từ từ bi. Tất cả cội gốc của căn lành, phát Bồ Đề tâm
hành Bồ Tát Đạo, trì ngũ giới, hành thập thiện cũng cần phải lấy từ bi làm nền tảng cho những căn lành này. Nền tảng của muôn điều thiện, bất luận điều thiện nào đều do từ bi sanh ra. Vua trong các điều thiện, từ bi là vua của tất cả đức hạnh và tất cả căn lành. Ngũ giới cũng vậy, thập thiện cũng vậy, lục độ cũng vậy. Trong những điều này, từ bi là tối cao, tối tôn, đệ nhất, cho nên gọi là vua. Ẩn chứa các đức, công đức được tích lũy bởi tất cả những điều thiện, nghĩa là hành thiện tích đức, từ bi là cốt tủy ở trong các đức, nên gọi là ẩn chứa các đức, nơi mà tất cả chúng sanh quay về nương tựa. Mười phương ba thời tất cả chúng sanh cuối cùng phải trở về đâu? Trở về từ bi. Pháp môn tịnh độ trước hết phải niệm Phật giảng sanh về thế giới cực lạc. Như thế tự nhiên có thể chứng nhập được từ bi, trí tuệ, quang minh, thọ mạng không hai, không khác với Đức Phật A-di-đà. Nếu không, ở thế giới ta bà này, bất luận chúng ta mong muốn có được tấm lòng từ bi đến mấy, nhưng thực tế không những không có cách gì để có từ bi chân chánh. Hơn nữa, chỉ cần nhân duyên nghiệp lực hiện ra trước mặt, bất kể điều xấu xa nào, chúng ta cũng có thể làm được. Quyến thuộc của từ bi quan trọng hơn máu thịt. Sinh mạng của chúng ta có hai. Một là sinh mạng về thể xác, thể chất. Hai là sinh mạng về pháp thân tuệ mạng, tinh thần. Sinh mạng thể xác là giả, tạm thời do nhân duyên hòa hợp tạo nên, không có một cá thể tồn tại thật sự. Pháp thân tuệ mạng là Phật tánh. Phật tánh vĩnh viễn không sanh không diệt. Nội hàm của Phật tánh chính là từ bi. Cho nên từ bi là thân thiết nhất của chúng ta. Chúng ta là một thể ở trong đó. Hơn nữa còn vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn không tan biến. Vì lẽ đó nói quan trọng hơn máu thịt. Đời đời theo nhau, sống chết không xa rời. Nếu có thể nuôi dưỡng tâm từ bi, thì bất luận quá khứ, hiện tại, vị lai, lòng từ bi vĩnh viễn sẽ không thể rời xa chúng ta được. Cho dù ngay cả khi sinh mạng thể xác của chúng ta tan biến rồi, tâm từ bi vẫn còn ở trong A Lại Gia Thức, khiến chúng ta trong đời vị lai nhận được quả báo tốt. Cho nên hai chữ từ bi này chúng ta cần phải thường thể hội, bồi dưỡng, khiến nó trở thành toàn bộ đời sống sinh mạng của chúng ta. Nghĩa là cần phải nuôi dưỡng tâm niệm từ bi, hành vi từ bi, khiến từ bi hóa thành cốt tủy của chúng ta, biến thành tính cách riêng của chúng ta, cuối cùng trở thành sinh mạng của chúng ta. Bởi vì Phật chính là từ bi, chúng ta học Phật chính là học tấm lòng đại từ bi của Ngài. Tông phong tục đế của Tông Tịnh Độ có một mục nói: học Phật là học tấm lòng đại bi của Ngài. Phật A-di-đà đối với ta như thế nào thì ta đối với người khác cũng như thế ấy. Đương nhiên chúng ta đều có tham sân si, lại còn lửa phiền não cháy hừng hực, nghiệp chướng sâu dày. Mặc dù hiểu được đạo lý, thậm chí có thể nói ba hoa chích chòe liên tục không dứt, nhưng một khi gặp duyên gặp cảnh liên quan đến những điều được mất tốt xấu của bản thân, thì những tập khí thâm căn cố đế, phiền não từ xa xưa đến nay ngay lập tức nổi lên. Vì vậy, điều mình làm và điều mình nói biến thành hai việc hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, còn luôn cách nhau một trời một vực. Bởi lẽ, chủng tử tham sân si trong tâm chúng ta đã ẩn náu từ nhiều đời nhiều kiếp hết sức kiên cố rồi. Như Kinh Địa Tạng nói, chúng sanh can cường, khó điều phục. Chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, cử chỉ động niệm đều là nghiệp, đều là tội. Mặc dù như thế, nhưng nếu chúng ta thường xuyên huân tập, thường xuyên thể hội được tâm từ bi của Phật, thì cá tính của chúng ta không đến nỗi can cường, ngu ngốc, bướng bỉnh và ngỗ nghịch như vậy. Trái lại, chúng ta còn có thể nghĩ cho người khác,
quan tâm đến người khác, khiến cho bầu không khí mát mẻ thêm một chút, mà có thể không quan tâm đến sự thiệt thòi của mình là như thế nào. Chúng ta càng thể hiện được tâm từ bi thì càng được gần bên Phật, tin nhận Đức Phật. Nếu hiểu được sự từ bi của Đức Phật A-di-đà cũng chính là tấm lòng của Đức Phật A-di-đà, chúng ta mới có thể nuôi lớn tâm từ bi, vì người khác mà hy sinh bản thân, phụng hiến cá tính của bản thân, dễ dàng tin nhận sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà. Hai lớn định nghĩa từ bi. Một, ban vui là từ, cứu khổ là bi. Đây là nói về định nghĩa từ bi. Thế nào là từ? Ban vui là từ. Thế nào là bi? Cứu khổ là bi. Luận Đại Trí Độ nói: đại từ là ban cho tất cả chúng sanh niềm vui, đại bi là cứu tất cả chúng sanh khổ. Luận Đại Trí Độ do Bồ Tát Long Thọ trứ tác. Bồ Tát Long Thọ nói: ban cho tất cả chúng sanh niềm vui, hạnh phúc, an lạc là từ, còn gọi là đại từ. Tất cả chúng sanh là nói chúng sanh trong 10 pháp giới. 10 pháp giới được chia làm 4 bậc thánh và 6 hạng phàm phu, còn gọi là tứ thánh lục phàm. Tứ thánh là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Lục phàm là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người và trời. Trong đó tứ thánh, 4 bậc thánh nhân là những vị đã lìa khỏi tam giới lục đạo, có thể nói đã lìa khổ được vui và đều trụ trong sự an lạc của Niết Bàn. Còn như chúng sanh có khổ, cần ban cho họ niềm vui, hay người chưa an vui, cần ban cho họ an vui, thì đây cũng chính là lục phàm, tức 6 hạng phàm phu. Thế nên những điều được nói ở đây, ban cho tất cả chúng sanh niềm vui, chủ yếu là nhằm vào 6 hạng phàm phu, nhưng thật ra là nhắm đến chúng sanh trong tam ác đạo và chúng sanh ở cõi ta bà này. Chúng sanh ở cõi người thì có khổ có vui, nhưng suy cho cùng thì đều là khổ. Cảm thọ của con người có 3 loại là khổ thọ, lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ. 3 loại thọ này đều là khổ, nên nói tam thọ là tam khổ, nghĩa là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ chính nó là khổ, nên gọi là khổ khổ. Niềm vui chỉ cho hạnh phúc ngay lúc đó, song niềm vui luôn đi qua. Khi nó đi qua rồi thì không còn vui nữa, nên gọi là hoại khổ. Đó là lý do vui cũng là khổ. Tại sao bất khổ bất lạc cũng là khổ? Bởi vì sự sống chỉ là năm uẩn duy trì, nó không ngừng biến chuyển, nên cũng là một loại khổ, gọi là hành khổ. Đức Phật dạy: đời người hết thảy đều là khổ, hơn nữa còn là biển khổ vô bờ. Nếu chúng sanh hiểu rõ về khổ, đồng thời lìa khổ được an lạc, nên Đức Phật mới nói rõ về tứ thánh đế: khổ, tập, diệt, đạo. Có người hiểu lầm Phật pháp, họ cho rằng Phật giáo quá bi quan, luôn luôn nói về khổ. Thật ra không phải như vậy. Phật giáo khiến cho chúng ta biết về sự thật của vũ trụ nhân sinh. Chúng sanh chúng ta nhiều kiếp luân hồi, đối với khổ đã là tê liệt, không còn nhận thức rõ được nữa. Thế nên trong pháp Tứ Thánh Đế, mặc dù đầu tiên Đức Phật khai thị nói về khổ, nhưng mục đích không phải nhắm vào khổ mà là lạc, tức an vui. Ngài dạy: bản chất cuộc sống của chúng ta là khổ, nhưng chúng ta có thể lìa khổ được an lạc. Đại từ là ban cho tất cả chúng sanh sự an vui. Có loại chúng sanh chúng ta có thể thấy được, như chúng sanh ở cõi người và chúng sanh ở cõi súc sanh. Nhưng cũng có chúng sanh chúng ta không thể thấy được, như chúng sanh ở cõi trời, chúng sanh ở cõi ngạ quỷ và chúng sanh ở cõi địa ngục. Trong những chúng sanh này, có chúng sanh là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, có chúng sanh là bằng hữu của chúng ta. Đại từ là đối xử bằng tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, không kể chúng sanh đó có phải là thân bằng quyến thuộc hay không, không kể là loại động vật nhỏ, loài súc sanh hay loài ngạ quỷ mà mắt chúng ta không thấy được, thảy đều bình đẳng, khiến cho chúng được an lạc, nên gọi là đại từ. Đại bi là cứu tất cả chúng sanh khổ, khiến cho tất cả chúng sanh đều có thể lìa khỏi đau khổ,
đây gọi là đại bi. Nỗi thống khổ của chúng sanh là phiền não, nghiệp lực, khổ. Đại bi là khiến cho tất cả chúng sanh một mặt lìa khỏi lục đạo, đồng thời đoạn trừ phiền não. Nên nói, đại bi là cứu tất cả chúng sanh khổ. Luận Thập Địa Kinh nói, từ là đồng ban cho nhân quả hỷ lạc, bi là đồng nhổ sạch nhân quả khổ đau. Nội hàm của đoạn pháp ngữ này giống với những điều được đề cập trong Luận Đại Trí Độ. Từ là ban cho chúng sanh từ nhân an vui, hạnh phúc, cho đến quả cũng an vui, hạnh phúc. Bi là khiến cho tất cả chúng sanh diệt trừ, xa lìa cả nhân khổ và quả khổ. Nhân của đau khổ là phiền não, quả của đau khổ là sanh tử luân hồi, còn gọi là hoặc, nghiệp, khổ. Nghĩa là từ bi khiến cho chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi, còn đoạn trừ phiền não, thậm chí được an lạc thành Phật. Lạc có nhiều cấp độ khác nhau. Lạc chân chính là đại lạc. Đại lạc này hơn hẳn khổ vui thông thường, cũng là lạc của Niết Bàn. Loại lạc này chỉ Phật mới có. Cho nên nói, đại từ là ban cho tất cả chúng sanh niềm an vui, vì từ cùng ban cho nhân quả hỷ lạc. Há không phải thành Phật rồi mới có thể đạt được cùng ban cho sự hỷ lạc hay sao? Lạc ở thế giới cực lạc nhất định hơn hẳn lạc của khổ lạc. Bởi lẽ, nói lạc thông thường là cái lạc đối đãi với khổ. Đã không có khổ thì cũng không có cái gọi là lạc. Lạc ở thế giới cực lạc siêu việt tính tương đối. Lạc này không sanh không diệt, nó vốn đầy đủ tự tánh, nó vốn là thật tánh niết bàn, vô minh diệt hết. Tự tánh tự nhiên hiển lộ toàn vẹn sự an lạc vô vi, gọi là cực lạc. Tâm ban cho chúng sanh sự an lạc là từ, tâm nhổ đi những nỗi khổ của chúng sanh là bi. Nên nói, ban vui là từ, cứu khổ là bi. 2. Cứu khổ là từ, ban vui là bi. Đây là nói theo một quan điểm khác. Kinh Niết Bàn nói, vì các chúng sanh mà bỏ đi những điều không lợi ích, gọi là đại từ. Muốn ban cho chúng sanh vô lượng lợi ích an lạc, gọi là đại bi. Bỏ đi những điều không tốt cho chúng sanh, gọi là đại từ. Ban cho chúng sanh vô lượng lợi ích an lạc, gọi là đại bi. Vãng sanh luận chú nói, cứu khổ là từ, ban vui là bi. Vì nương nơi từ, nhổ sạch tất cả khổ cho chúng sanh. Vì nương nơi bi, khiến cho tâm chúng sanh lìa xa những sự bất an. Theo nghĩa này thì giống như phần đầu. Ban cho chúng sanh tâm an lạc là bi, nhổ sạch những nỗi buồn khổ trong tâm chúng sanh là từ. Điểm thứ nhất nói, ban vui là từ, cứu khổ là bi. Điểm thứ hai nói, cứu khổ là từ, ban vui là bi. Xem ra có vẻ như nói ngược lại. Rốt cuộc điều này mới chính xác. Hai thuyết trên có sự khác nhau. Đầu tiên, từ bi là cứu khổ ban vui. Chỉ cần nương vào hai chữ từ bi để tỏ rõ tâm ấy. Trong hai cách giải thích này, dùng cách nào cũng được. Cũng chính là nói, từ bi chỉ là một cái tên, nội hàm của nó là cứu khổ ban vui, ban vui cứu khổ. Dù nói từ là ban vui, nhưng đồng thời cũng là cứu khổ. Dù nói bi là cứu khổ, nhưng đồng thời cũng là ban vui. Do đó, bất luận là cách giải thích thứ nhất hay là cách giải thích thứ hai đều được. Nói tóm lại, tác dụng của tâm thương yêu, cảm thông bình đẳng đối với tất cả chúng sanh gọi là từ bi. Từ bi là một loại tác dụng của tâm Phật. Tâm Phật là gì? Tâm Phật không có ba độc: tham dục, sân khuế và ngu si. Đương nhiên cũng không có mạn, nghi, tà, kiến. Như Kinh Vô Lượng Thọ nói, không sanh dục giác, sân giác, hại giác, không khởi dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, không dính mắc vào sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Nội hàm của tâm Phật chính là như vậy. Cũng có nghĩa là không tịch tỉnh, đã không sanh thì cũng không diệt. Nhưng nếu như nói có, chính là từ bi, là tự nhiên sanh ra, giống như nảy sinh tâm ban vui cứu khổ đối với chúng sanh,
thì không cần phải miễn cưỡng, không cần các loại nhân duyên. Cho nên từ bi chính là một loại công năng tác dụng của tâm Phật. Vì vậy nói tác dụng của tâm thương yêu, cảm thông, bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Thương yêu, cảm thông bằng tâm bình đẳng. Mặc dù chúng sanh chúng ta cũng có tâm thương yêu, thế nhưng chỉ cần tham sân si chưa đoạn tuyệt thì trong tâm nhất định có sự phân biệt, chấp trước, nhất định có thân sơ, tham ái cho đến chán ghét, oán hận. Lòng yêu thương như vậy thì không có thể bình đẳng được. Cho nên nói tâm thương yêu của phàm phu chúng ta không phải là tâm thuần tịnh, cũng không phải là tâm thương yêu chân chính. Ba lớn, các loại từ bi. Từ bi có ba loại. Tam duyên từ bi nói tắt là tam từ. Giảng sanh luận chú nói từ bi có ba duyên. Một là chúng sanh duyên gọi là tiểu từ, hai là pháp duyên gọi là trung từ, ba là vô duyên gọi là đại từ. Chúng sanh duyên nghĩa là chúng sanh duyên từ, lấy chúng sanh làm duyên, lấy chúng sanh làm đối tượng để phát khởi từ bi, gọi là chúng sanh duyên từ, đây gọi về tiểu từ. Pháp duyên là pháp duyên từ, lấy pháp làm đối tượng để phát khởi từ bi, gọi là pháp duyên từ, đây thuộc về từ bi bậc trung. Vô duyên là vô duyên từ bi, không cần phải dựa vào các loại đối tượng, các loại lý luận, là tự nhiên, là thiên tánh, là luôn có từ bi, gọi là vô duyên từ, đây mới là đại từ đại bi. Ba loại từ bi này được trích dẫn từ kinh Niết Bàn Bản Nam, quyển 14, luận Đại Trí Độ, quyển 20, 27 và 40, và luận Thập Địa, quyển 5, vân vân. Một nhỏ, chúng sanh duyên từ. Chúng sanh duyên từ còn gọi là hữu tình duyên từ hoặc sanh duyên từ bi. Chúng sanh là chỉ chúng sanh phàm phu. Phàm phu trong lục đạo đều có tham sân si, đều có tình cảm. Vì vậy, trong một bộ phận kinh điển đem chúng sanh dịch là hữu tình. Là do thấy chúng sanh đang chịu đau khổ, tai nạn nguy hiểm hiện ra trước mắt mà khởi từ bi. Nghĩa là những điều mắt thấy tai nghe, từ tình trạng thống khổ của các chúng sanh mà khởi từ bi, nên gọi là chúng sanh duyên từ bi. Hầu hết các Phật tử đều biết đạo Phật nói về vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, cứu khổ ban vui, nhưng lại không hiểu chắc chắn đạo lý trong đó. Đã không hiểu chắc chắn đạo lý, đương nhiên càng không thể làm gì được. Vậy từ bi là gì? Cần phải thể hội từ bi như thế nào? Nhất định phải có phương pháp. Chúng sanh duyên từ nghĩa là lấy chúng sanh làm đối tượng, quan sát tình trạng thống khổ của chúng sanh mà khởi từ bi. Những điều được nói ở đây do thấy chúng sanh bị đau khổ, gặp những việc không may hiện ra trước mặt mà khởi từ bi. Ví dụ trận động đất ngày 21 tháng 9 tại Đài Loan, hoặc trận động đất Vấn Xuyên đại lục Trung Quốc, và gần đây nhất là trận động đất ở thành phố Nhã An, Trung Quốc. Chúng ta đã xem tin tức từ truyền hình hoặc báo chí, cảm thấy họ rất khổ, rất đáng thương, nên nảy sinh lòng thương cảm, muốn quyên góp tiền bạc để có thể cứu giúp họ, khiến họ lìa xa nỗi khốn khổ đó càng sớm càng tốt. Đây là do thấy chúng sanh bị khổ đau, bị tai nạn hiện ra trước mặt mà khởi từ bi. Hoặc nhìn thấy những bà con quyến thuộc, bạn bè của mình, cho đến động vật nhỏ bị bệnh khổ, gặp phải tai nạn, mà trong lòng sanh ra sự cảm thông, thương xót, mong mỏi cho họ có thể sớm xa lìa nỗi thống khổ đó, thậm chí từng bước giúp đỡ họ có được thân tâm an lạc và cuộc sống hạnh phúc. Tóm lại, vì thế những tình huống bất hạnh của chúng sanh khiến cho chúng ta phát sinh sự đồng cảm, tâm từ bi, đây gọi là chúng sanh duyên từ. Liên quan đến việc nuôi dưỡng lòng từ bi, thì ngoài việc thấy chúng sanh bị khốn khổ mà nảy sinh lòng từ bi ra, trong Phật Pháp còn có ngũ định tâm quán,
nghĩa là lúc bình thường không có cơ duyên tiếp xúc, cũng có thể dùng pháp quán tưởng tư duy để bồi dưỡng lòng từ bi. Ngũ đình tâm quán là năm pháp quán tưởng để đối trị phiền não. Năm pháp quán đó là: chúng sanh nhiều tham lam thì quán bất tịnh để đối trị, chúng sanh nhiều sân hận thì quán từ bi để đối trị, chúng sanh nhiều si mê thì quán nhân duyên để đối trị, chúng sanh nghiệp chướng sâu dày thì quán niệm Phật để đối trị, chúng sanh chấp ngã thì quán giới phân biệt để đối trị, hoặc chúng sanh nhiều vọng tưởng tạp niệm thì quán sổ tức để đối trị. Trong đó, chúng sanh nhiều sân hận thì quán từ bi, nghĩa là nội hàm của quán từ bi có thể hàng phục được tâm sân hận. Bởi vì so với cá tánh tương đối can cường, lòng nóng nảy khôn nguôi, thì bất cứ việc gì cũng đều thích tranh giành với người, đều thích chiến đấu với người để chiến thắng. Người không biết khiêm tốn, không biết khiêm nhường thì phải cố gắng hết sức tu tập quán từ bi để nhiếp phục ngọn lửa sân mãnh liệt của bản thân. Nếu không, ngay cả khi người này hành thiện tích đức, nhưng chỉ cần một niệm sân khởi lên, những công đức này cũng dễ dàng bị nó đốt cháy sạch. Vì thế nói, ngọn lửa của lòng sân hận có thể đốt cháy sạch cả rừng công đức. Một niệm sân tâm khởi lên thì trăm vạn cửa chướng ngại đều mở ra là vậy. Chẳng những duyên vào tất cả chúng sanh để phát khởi từ bi, mà còn phải duyên vào tướng trạng của chúng sanh để phát khởi, nghĩa là duyên vào hình dáng của chúng sanh này, chúng sanh kia, vân vân mà phát khởi từ bi, nên gọi là chúng sanh duyên từ bi. Chúng sanh duyên từ, ngoài việc nhìn thấy đối phương đang chịu sự thống khổ mà phát khởi lòng từ bi ra, thì đồng thời nhất định còn chấp vào hình thức người này, người kia, nghĩa là chấp có anh A, anh B, anh C, chị D, vân vân, anh ấy, người ấy đang chịu khổ về chuyện gì đó. Điều này cho thấy, nói theo chúng sanh chúng ta, thì làm thế nào để có được tâm từ bi? Tất cả đều không thể tách rời chúng sanh duyên từ được, vì tất cả đều chấp trước, trong đó có người thật sự đang bị tai nạn. Nhưng đối với hàng Bồ Tát, lòng từ bi của Bồ Tát không có chấp trước. Đây là nội dung của pháp duyên từ sẽ được đề cập ở phần sau. Quán tất cả chúng sanh như con đỏ mà ban vui cứu khổ, đây là từ bi của phạm phu. Nhưng từ bi của hàng Tam Thừa, tức Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, lúc đầu cũng thuộc loại này, nên còn gọi là tiểu từ bi. Đó là đem tất cả chúng sanh xem như đứa con của mình. Nếu xem đối phương là con của mình, cho dù chúng ta phải hy sinh thân mạng, chịu cực, chịu khổ như thế nào đi nữa, cũng phải nhổ sạch nỗi thống khổ cho con, vì con mà chu cấp cho chúng những thứ yêu thích. Cha mẹ vất vả siêng năng làm việc cực khổ cả đời, mục đích để xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc cho con trẻ sống một cuộc sống an vui, thậm chí còn tích lũy của cải vật chất để các con có tài sản khi chúng lớn lên sau này. Nhưng tất cả đều thuộc phạm vi của chúng sanh duyên từ. 2. Pháp duyên từ. Pháp duyên từ bi là chỉ cho các bậc đã thấy rõ chân lý của các pháp đều vô ngã, từ đó khởi từ bi. Từ bi của những bậc đã khai ngộ chứng quả như Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác gọi là pháp duyên từ bi. Vô ngã chính là nói, mặc dù chúng ta thấy mỗi cá thể nào đó, ví dụ có cái bàn, có cái ghế, có tòa nhà của hội niệm Phật Hoằng Nguyện, phía sau có một bức tượng Phật, phía trước có một cái máy quay phim, thậm chí có mọi người đang ngồi trên ghế, nhưng những thứ này cố định, không biến đổi, phải không? Không phải. Những thứ này đều do nhiều nhân duyên hợp lại, và mỗi phút, giây, thời khắc chúng đều thay đổi. Vì vậy, bản thân chúng không có gì là thật, không có cá thể nào là không biến đổi. Đó gọi là thấy rõ chân lý của các pháp đều vô ngã. Rất có nhiều người hiểu lầm rằng
đã vô ngã mà còn có từ bi sao? Phật tánh là vô ngã, trong vô ngã tự nhiên có từ bi, bởi thế đối với hành giả càng chứng nhập được Phật tánh, trí tuệ bát nhã càng cao, tâm từ bi càng lớn. Ngược lại, tâm từ bi càng lớn càng rộng, chứng tỏ đối với những vị này chứng nhập trí tuệ bát nhã càng sâu dày. Do vậy, vô ngã và từ bi bổ sung thành toàn cho nhau. Hoàn toàn chẳng phải là nghe thấy tướng khổ khác biệt của mỗi người. Vì Bồ Tát không phải chỉ nhận định có một người như anh A, anh B, v.v. Anh ấy có hình dáng gì? Là gầy, béo, thiếu niên hay già nua? Tình trạng anh ta đang chịu đựng nỗi bi ai thống khổ thế nào? Bồ Tát chẳng phải như vậy. Mà Bồ Tát dựa vào nguyên lý, coi tất cả chúng sanh đều bình đẳng vô sai biệt. Từ đó khởi tâm từ bi bình đẳng vô sai biệt đối với tất cả chúng sanh, gọi là pháp duyên từ bi. Dựa vào nguyên lý, coi tất cả chúng sanh đều bình đẳng vô sai biệt, thấy tất cả chúng sanh bình đẳng vô sai biệt, đây là chỉ cho những bậc đã chứng ngộ được tánh không mới đạt được cái thấy này. Chúng sanh chúng ta đều chấp trước sự phân biệt rất lớn, cho rằng đây là cha mẹ của tôi, đây là con cái của tôi, đây là thân bằng quyến thuộc của tôi, nên tôi có lòng yêu thương, lòng từ bi đối với họ. Nếu là người ngoài, thậm chí là kẻ thù của mình, chúng ta chẳng mảy may quan tâm đến, thậm chí còn thù hận trong lòng. Vì thế nói, thương thì muốn nó sống, mà ghét thì muốn nó chết là vậy. Pháp duyên từ bi thì bình đẳng vô sai biệt. Bạn chính là tôi chính là bạn, của bạn chính là của tôi chính là của bạn, không có sự khác biệt. Vì không có sự khác biệt nên mới bình đẳng. Điều đáng quý nhất trong Phật Pháp là gì? Chính là bình đẳng, chính là vô ngã. Như Kinh Kim Cang nói, pháp bình đẳng thì không có cao thấp. Do đó, hướng đến tất cả chúng sanh mà khởi tâm từ bi bình đẳng vô sai biệt, gọi là pháp duyên từ bi. Các bậc thánh đã phá được ngã tướng, diệt tướng nhất dị. Thấy chúng sanh chỉ là sự dai mượn của năm uẩn hợp thành mà khởi từ bi. Đặc biệt, những chúng sanh này không biết ngã không, vọng khởi dục niệm, nên các bậc thánh thương xót, khiến cho họ tùy ý được an lạc. Đây là cảnh giới khai ngộ của bậc thánh. Các ngài thấy chúng sanh chúng ta chẳng qua chỉ là năm uẩn kết hợp. Năm uẩn đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là thân thể của chúng ta. Thân thể của chúng ta do các chất đất, nước, lửa, gió hợp thành. Thọ, tưởng, hành, thức thuộc về lĩnh vực tinh thần của chúng ta. Lĩnh vực này dường như có một cá tính cố định, chẳng hạn như cá tính của một người nào đó thế nào, có một loại tư tưởng gì đó, hoặc hứng thú hay sở thích gì đó. Thật ra, đây chẳng qua đều là thọ, tưởng, hành và thức mà thôi, thực tế không có. Đây là nói về năm uẩn. Nếu dùng lục căn để nói, thân thể này do cái gì tạo thành? Do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tạo thành. Lìa khỏi những nhân tố này, không có cái gọi là con người, thậm chí còn không có cả lục đạo nữa. Chúng sanh đều do sự kết hợp các nhân tố lại mà thành. Lìa khỏi những nhân tố này thì không có cá nhân, cá thể. Hơn nữa, những nhân tố này đều thay đổi bất cứ lúc nào. Ví như thân thể của chúng ta, các tế bào đang thay cũ đổi mới ở mọi thời khắc, đều có sanh, già, bệnh, chết. Cho nên không có một cá thể nào là không biến đổi, tức là thay hình đổi dạng. Bồ Tát tu pháp duyên từ nên quán sát chúng sanh chẳng qua đều từ nơi năm uẩn hòa hợp, đều từ lục căn hình thành. Mặc dù năm uẩn hợp lại không có bản thể, nhưng bởi chúng sanh vô tri mê hoặc nên mới gây tạo các loại nghiệp, hoặc làm lành hoặc tạo ác.
Ngay cả khi chúng ta hành thiện, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc như ở cõi trời, thế nhưng khi duyên ác, quả ác chín mùi thì lại đọa xuống ba đường ác và đi vào cảnh giới khổ đau. Bồ Tát thương xót hiện tượng này của chúng sanh mà khởi lòng từ bi, nên gọi là pháp duyên từ bi. Cũng chính là nói, những gì mà Bồ Tát thấy chỉ có năm uẩn và sáu căn, những thứ này hòa hợp tạo nên, không có ai, không có người nào cố định phải chịu nỗi đau khổ đó, nghĩa là lấy pháp làm đối tượng để khởi từ bi. Bồ Tát đã phá trừ được ngã tướng, không có ngã chấp. Do không có ngã chấp nên không có sự đối xử sai khác, cho nên nói các bậc thánh hiền đã phá được ngã tướng, diệt được tướng khác biệt giữa ta và người, quán chúng sanh chỉ là năm uẩn giả hòa hợp. Quán thấy chúng sanh chẳng những không cố định mà còn biến đổi, chẳng qua đều là năm uẩn hòa hợp. Nay năm uẩn này tạm thời hòa hợp. Vì những yếu tố này giả hợp nên không thật sự có năm uẩn, nghĩa là tất cả những chúng sanh này vì không biết ngã không, khởi lên vọng tưởng tham muốn, nên các bậc thánh hiền thương xót, khiến cho họ tùy ý được an vui. Pháp duyên từ bi liên quan đến từ bi của bậc nhị thừa vô học A-la-hán và bậc Bồ-Tát sơ địa trở lên, còn gọi là trung từ bi. Pháp duyên từ bi là cảnh giới của Bồ-Tát. Làm thế nào để phàm phu chúng ta có từ bi? Thì cũng đều lấy chúng sanh làm đối tượng mà thôi. Bởi vì chúng ta vẫn chưa phá được ngã chấp, vẫn chưa chứng nhập được ngã không. Ba nhỏ, vô duyên từ. Vô duyên từ bi là lìa hẳn kiến giải sai khác, phát khởi lòng từ bi bình đẳng tuyệt đối không phân biệt. Tâm đại bi này chỉ riêng Phật mới đầy đủ, chẳng phải điều mà phàm phu hàng nhị thừa có thể phát khởi được, cho nên đặc biệt gọi là đại từ đại bi hoặc là đại từ bi. Vô duyên từ bi là xa lìa kiến giải phân biệt và tâm không còn sự phân biệt mà phát khởi từ bi. Pháp duyên từ và chúng sanh duyên từ ở phần đầu cũng vậy, đều vẫn cần phải căn cứ cho một loại đối tượng nhất định mới có thể nảy sinh lòng từ bi. Còn vô duyên thì không cần phải y cứ vào chỗ nào, vay mượn đối tượng nào. Ví dụ như pháp duyên từ, mặc dù không có chấp trước ngã nhân, chúng sanh, nhưng vẫn còn dính mắc vào một pháp, vào năm uẩn và sáu căn. Thật ra, ngay cả năm uẩn và sáu căn cũng không có. Đây chỉ là những nhân duyên vay mượn hợp lại, gọi là pháp không. Không những nhân không mà pháp cũng không, không có ngã chấp, cũng không có pháp chấp. Vô ngã chấp, vô pháp chấp mà khởi từ bi, đây là từ bi của Phật, cũng gọi là vô duyên từ bi. Vô duyên từ bi là chẳng phải dựa vào tình cảm, lý luận làm duyên để phát khởi. Loại từ bi này không phải chúng ta nhờ vào việc cảm thấy đối tượng đáng thương rồi cảm thông, thương xót cho họ, hoặc dựa vào những nhân duyên hòa hợp hay những lý luận làm đối tượng để phát khởi. Đó là bản tánh tự nhiên của từ bi lưu xuất ra, nên gọi là vô duyên từ bi. Bản tánh tự nhiên là Phật tánh. Phật tánh không cần nhân duyên hòa hợp, cũng không cần dựa vào đối tượng. Đó là tâm tánh xưa nay chỉ muốn ban vui cứu khổ cho chúng sanh. Cho nên tâm Phật là bản tánh tự nhiên của từ bi lưu xuất ra, gọi là vô duyên từ bi. Đây chẳng phải là dục vọng, mà là sự hiển lộ tấm lòng từ bi của Phật, mong muốn cứu độ chúng sanh. Điều đó chẳng phải cố gắng, chẳng phải miễn cưỡng, cũng chẳng phải nhờ vào việc quán pháp không mà mong muốn cứu độ chúng sanh. Vì thế, từ bi không phải phát khởi từ dục vọng. Phật không có dục vọng, tấm lòng từ bi của Ngài vốn tự nhiên. Lòng từ bi hiện khởi từ Phật tâm hoạt động tự nhiên vốn có của Ngài. Tấm lòng từ bi của Phật hiển lộ tự nhiên, chẳng phải miễn cưỡng, chẳng phải dựa vào đối tượng, hoàn cảnh bất hạnh, khốn khổ của chúng sanh mới phát khởi. Ví dụ, đèn điện chiếu sáng trong nhà,
Đây chẳng phải để chiếu sáng mà chiếu, mà là bản chất tự nhiên của đèn điện có thể làm cho trong nhà sáng trưng. Giống như đèn điện, nó có ý muốn nói rằng: tôi chỉ muốn làm cho ngôi nhà này sáng sủa, vì vậy mới phát sáng, phải không? Không phải. Khi chúng ta bật đèn, trước tiên nó sáng lên và có thể làm tiêu tan sự tối tăm. Nghĩa là một ngọn đèn có thể xua tan hàng nghìn năm tăm tối, một trí tuệ có khả năng đập tan hàng vạn năm ngu si mê muội. Đó là công năng vốn có tự nhiên của đèn điện. Đại từ bi lưu xuất từ tính chất tự nhiên của Phật tâm là vô duyên từ bi. Vì vậy, từ bi của Phật là vô duyên đại từ, nghĩa là gồm chứa cả hai pháp trên: chúng sanh duyên từ và pháp duyên từ. Đại từ bi lưu xuất từ tính chất tự nhiên của Phật tâm. Nói cách khác, còn chưa đạt đến cảnh giới của Phật thì không có tâm Phật này, không thể tự nhiên biểu lộ, thì nhất định phải có tạo tác, nhất định phải dựa vào đối tượng. Chúng sanh duyên từ cũng vậy, pháp duyên từ cũng vậy, đều phải nương vào đối tượng. Vì vậy, từ bi của Phật là vô duyên đại từ, nghĩa là gồm chứa cả hai pháp trên. Tâm Phật không trụ trong tánh hữu vi hay vô vi. Chúng sanh duyên từ cùng với pháp duyên từ đều vẫn thuộc pháp hữu vi, vì có tạo tác, có đối tượng, có công năng, có tác dụng. Tâm Phật không như vậy, tâm Phật là vô vi. Thế nhưng ở khía cạnh tương đối vô vi so với hữu vi thôi, chứ đã không có hữu vi đương nhiên cũng không có vô vi. Tâm Phật không trụ quá khứ, hiện tại, vị lai. Phật không trụ quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngài không còn sanh tử luân hồi, sinh mạng của Ngài vĩnh viễn tồn tại. Hơn nữa, vĩnh viễn an trụ trong cảnh giới Phật, nên không trụ ở quá khứ, hiện tại, vị lai. Nghĩa là tâm quá khứ không thể thủ đắc, tâm hiện tại không thể thủ đắc, và tâm vị lai cũng không thể thủ đắc. Ngài biết tướng của các pháp không chân thật, đều là tướng điên đảo hư dối. Các pháp hữu hình như thân thể người, nhà cửa, cho đến trời đất, sum la vạn vật, mọi thứ trong vũ trụ đều thuộc về các pháp. Các pháp vô hình như tư tưởng, quan niệm cũng đều là các pháp. Bất luận là hữu hình hay là vô hình, đều là nhân duyên hòa hợp. Hơn nữa, sự hòa hợp này cũng chỉ tạm thời, nó luôn luôn thay đổi, biến hóa. Cho nên nói, tướng của các pháp không thật đều là tướng điên đảo hư dối. Gọi là điên đảo, nghĩa là lấy giả làm thật, lấy thật làm giả, lấy đúng làm sai, lấy sai làm đúng. Thiện, ác, khổ, vui, đúng, sai, tốt xấu của thế gian này đều hư giả, nhưng chúng ta vẫn đắm nhiễm. Dù biết tình cảm không thật nhưng vẫn đam mê cuồng nhiệt, dù biết thân thể không thật nhưng vẫn tham đắm không ngừng. Lấy giả làm thật, há không phải điên đảo hay sao? Há không phải hư vọng hay sao? Tâm vô sở duyên, vì tâm Phật không duyên vào nơi nào. Ngài thương xót chúng sanh vì không biết thật tướng của các pháp, nên phải qua lại sáu đường, tâm đắm theo các pháp, phân biệt chọn lựa, lấy bỏ. Nên Ngài khiến cho chúng sanh được trí tuệ để thấy rõ thật tướng của các pháp. Lòng thương xót của Phật là trạng thái đồng tâm, đồng cảm với sự khổ đau của chúng sanh, như là nỗi khổ đau của chính mình, nên được gọi là đồng thể đại bi. Tâm Phật ở đâu? Tâm Phật có trong tất cả chúng sanh. Chúng sanh khổ, Phật sẽ khổ theo chúng sanh. Chúng sanh vui, Phật sẽ vui theo chúng sanh. Do đó, Phật với chúng ta đồng tâm, đồng cảm, đồng thọ, tức là chịu đựng. Đây gọi là đồng thể đại bi. Chúng ta càng khổ, Phật càng thương xót, lo lắng, cấp bách, ân cần, ban vui cứu khổ cho chúng ta. Tuy nhiên, đây là một phép ví dụ để chúng ta hình dung. Bởi vì Phật là bất sanh bất diệt, Ngài đã lìa hẳn nỗi khổ niềm vui,
Vậy làm thế nào biết được chúng ta khổ thì Ngài cũng khổ theo chúng ta? Nên mới nói đây là một phép thí dụ thôi. Hơn nữa, lòng thương xót của Phật rộng lớn, không có bờ mé, cho nên gọi là vô tận đại bi, tức là không có gì rộng hơn, không có gì lớn hơn, và không có gì vượt lên trên lòng thương xót này. Tấm lòng từ bi của Phật rộng lớn, không có ngành mé. Đại Kinh nói vô tận đại bi, nghĩa là đại bi không có hạn lượng, không có thời gian là độ chúng sanh mãi mãi, không có không gian là độ chúng sanh rộng khắp. Nói theo chiều dọc thì hết thảy ba thời, nói theo chiều ngang thì rộng khắp mười phương. Nên gọi là vô tận đại bi, vì không có lòng từ bi nào rộng lớn hơn tấm lòng từ bi của Phật, không có lòng từ bi nào cao hơn lòng từ bi của Phật. Đồng thời, hết thảy chúng sanh đều được bóng mát đại bi của Phật bao phủ, nên cũng gọi là vô tận đại bi. Bốn lớn, đặc điểm của đại từ đại bi. Hơn nữa, phân tích đại từ bi có năm đặc điểm cơ bản sau. Một, thương yêu bình đẳng. Thương yêu bình đẳng như phần lời tựa trong Đại Kinh ghi, đối với tất cả chúng sanh xem như bản thân mình. Câu này trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, tất cả chúng sanh bất luận là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không kể người thiện, người ác, không phân biệt ta người, thân sơ, thuận nghịch, thương ghét, mà xem tất cả mọi người, mọi loài đều bình đẳng như thân mình, cho nên gọi là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Tay chân là một phần thân thể của chúng ta, đầu mắt não tủy, lục phủ ngũ tạng cũng là một phần thân thể của chúng ta, nên khi chúng ta chạm tay vào lửa liền bị phỏng, phải nhanh chóng bôi thuốc. Nếu chân đạp vào gai, phải nhanh chóng lễ để rút gai ra. Nếu nhức đầu, nên uống thuốc giảm đau. Nếu cơ quan nội tạng không điều hòa, thân thể sẽ bệnh, nên khi khám bệnh thường phải nhanh chóng giải quyết những nỗi khổ hiện tại, khiến cho cơ thể được khỏe khoắn, dễ chịu. Đức Phật xem chúng sanh chúng ta là một phần thân thể của Ngài, là chân, tay, đầu, mắt, tủy, não, lục phủ, ngũ tạng của Ngài. Nếu chúng ta thể hội được điểm này, thì chúng ta sẽ nhận ra được Đức Phật A-di-đà là vua trong các Đức Phật, tôn quý trong ánh sáng. Há không phải Ngài xem chúng ta là tay, chân, đầu, mắt, tủy, não, lục phủ, ngũ tạng của Ngài hay sao? Nếu tất cả chúng sanh đều là tay chân của Đức Phật A-di-đà, đều là một phần thân thể của Ngài, như thế thì nỗi đau khổ của chúng ta là nỗi đau khổ của ai? Của Đức Phật A-di-đà. Nỗi thống khổ của chúng ta, bản thân chúng ta có sức lực để nhổ sạch không? Không có. Đức Phật A-di-đà có sức lực không? Ngài hoàn toàn có. Vì vậy chúng ta bằng lòng tin nhận sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà, đem toàn bộ thân mạng của mình nương tựa vào Ngài. Vô duyên từ bi, đồng thể đại bi, đồng tâm, đồng cảm, đồng nhận chịu. Nghĩa là Phật xem chúng sanh như bản thân của Ngài, đồng tâm, đồng cảm, đồng nhận chịu. Chúng ta xem người khác như bản thân mình và nhổ sạch những nỗi khổ cho họ, đồng tâm, đồng cảm, đồng nhận chịu với nỗi khổ đau của họ, chúng ta làm được không? Chúng ta làm không được. Cho dù chúng sanh duyên từ, chúng ta muốn vì chúng sanh đau khổ, bất hạnh, xem họ như bản thân mình, nhưng rốt cuộc chúng ta còn là phàm phu, chưa đoạn trừ tham sân si. Thế nên khi họ thuận theo thì chúng ta vui vẻ, khi họ không thuận theo thì chúng ta khó chịu. Do đó, thật sự mà nói, chúng ta không có từ bi, thậm chí tiểu từ bi cũng không có nữa à. Thương yêu tất cả chúng sanh bình đẳng, không phân biệt, không có người đáng ghét, không có người là bà con quyến thuộc, không có ai là kẻ thù hay bằng hữu, cũng không có ai là thân sơ thương ghét. Lòng từ bi đó gọi là oán thân bình đẳng, ta và người không hai, ta và người là một thể. Phật coi chúng ta như bản thân Ngài, bình đẳng không phân biệt, không có thân sơ, không có oán ghét. Ngài coi chúng ta như một phần thân thể của Ngài, nên nói ta và người không hai, ta và người là một thể.
Đức Phật A-di-đà xem chúng ta như một phần thân thể của Ngài. Ngài và chúng ta và Ngài không có khác biệt, nghĩa là oán thân bình đẳng, ta và người không hai, ta và người là một thể. Đây là đặc điểm thứ nhất của Đại Từ Đại Bi. 2. Tự nhận nỗi khổ của người khác. Tự nhận nỗi khổ của người khác như phần lời tựa trong Đại Kinh nói: Đức Phật A-di-đà làm người bạn không mời của tất cả chúng sanh, gánh vác trách nhiệm và gánh nặng cho chúng sanh. Tấm lòng từ bi của Phật là chủ động trở thành bà con quyến thuộc và bằng hữu của tất cả chúng sanh. Ngài nhận lấy tất cả nỗi khổ của chúng sanh làm nỗi khổ của Ngài. Một mình Ngài chịu trách nhiệm, một mình Ngài giải quyết mọi việc. Nghĩa là Ngài chủ động, tích cực, làm người bạn không mời của tất cả chúng sanh. Chúng sanh chúng ta đều có tâm phân biệt, đều có thân sơ, thương ghét. Cho nên nếu muốn chúng ta chủ động đi làm bạn bè của mọi người, chúng ta làm không được. Bởi vì hiện tại có rất nhiều người khốn khổ đang cần được quan tâm, giúp đỡ. Chúng ta có thể chủ động tiếp cận, chăm nom, săn sóc cho họ, thậm chí ngày đêm bầu bạn với họ, giúp họ san sẻ nỗi khó nhọc được không? Chúng ta làm không được. Chỉ có Phật, Phật mới có thể làm người bạn không mời của chúng sanh, gánh vác trách nhiệm và gánh nặng cho chúng sanh. Về điểm này càng không phải hàng phàm phu cho đến bậc Bồ Tát có thể làm được. Chỉ có Phật mới có thể làm được, gánh vác trách nhiệm và gánh nặng cho chúng sanh, nghĩa là vì chúng sanh mà đảm đương trách nhiệm nặng nề. Gánh nặng của chúng sanh là nghiệp tội, hơn nữa sức nặng của nó không gì có thể so sánh được. Như trong Kinh Hoa Nghiêm nói: nếu nghiệp ác có hình tướng thì khắp cõi hư không cũng không thể dung chứa. Nghĩ tới thật đáng sợ, thật đáng đau xót thay. Vậy rốt cuộc chúng ta đã tạo tội nghiệp lớn như thế nào mà khiến vũ trụ không thể chứa nổi? Hồi tưởng lại một chút, chúng ta từ đời đời kiếp kiếp đến nay có từng giết người không? Không chỉ có mà còn giết vô lượng vô biên không thể tính kể. Chỉ riêng thịt chúng ta ăn thôi cũng đã rất nhiều rồi. Nếu không học Phật ăn chay, hầu như chúng ta đều lấy thịt của chúng sanh để nuôi thân mạng mình. Đơn cử như vậy, số lượng động vật bị giết trực tiếp và gián tiếp đã vô lượng vô biên rồi. Đó là về sát sanh. Nói về trộm cắp, giết người cướp của, công khai ăn cướp, bí mật ăn cắp, cân lớn đấu nhỏ, tham ô lừa đảo, mượn mà không trả, không nên lấy mà lấy, không nên dùng mà dùng, tất cả đều gọi là trộm cắp. Cho đến thọ nhận lời khen ngợi của người khác, nhưng thực tế bản thân không thể có công đức đó mà lại dương dương tự đắc, đây cũng là trộm cắp danh dự. Những điều này đều sẽ tổn hại đến phước báo của chúng ta. Vô hình trung, tinh thần, khí sắc và phước báo của chúng ta đều đang tổn giảm. Đời đời kiếp kiếp từ xa xưa đến nay, những tội lỗi mà chúng ta phạm phải không biết bao nhiêu mà kể, không thể nghĩ bàn. Vì thế khắp cõi hư không cũng không thể dung chứa nổi là vậy. Đến như lừa dối tình cảm người khác, xâm phạm thân thể người khác cũng vô lượng vô biên, không thể tính kể. Còn lừa gạt người khác, phỉ báng người khác, nói xấu sau lưng người khác, hoặc khiêu khích chia rẽ, đùa giỡn, tán hưu tán vượng cũng thế, vô lượng vô biên không thể tính hết. Cho nên gánh nặng của chúng ta, chính bản thân chúng ta cũng gánh vác không nổi, cũng không thể hoàn trả nổi. Bởi vì chúng sanh muốn đoạn tham sân si phải nghiệp tận tình không, về căn bản là không thể được. Giống như Thiền Tông nói, phải minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh thì thấy được tánh không. Sau đó, theo tánh khởi tu, cần có một đối tượng, cần có một phương pháp, cần có một con đường có thể tiến về phía trước. Hoàn toàn không phải nói họ minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ thì liền có thể thoát khỏi sanh tử luân hồi. Kiến tánh cùng với giải thoát sanh tử căn bản là hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Thế nên, Đại sư Đạo Xước trong An Lạc Tập nói: nếu căn cứ theo Đại Thừa, chân như thật tánh, đệ nhất nghĩa không, chưa từng dụng tâm. Nghĩa là theo chân như thật tướng, đệ nhất nghĩa không của Đại Thừa mà nói, giống như người tu hành bình thường,
ngay cả thể hội cũng không thể hội được, nên nói chưa từng dụng tâm là vậy. Hạ xuống một bậc. Nếu nói theo tiểu thừa, tu nhập kiến đế, tu đạo cho đến A-na-hàm, A-la-hán, đoạn ngũ hạ trừ ngũ thượng, bất luận là người xuất gia hay tại gia, cũng chưa từng có Phật. Nói theo tiểu thừa, từ kiến đạo, sau đó tiến đến tu đạo. Kiến đạo là sơ quả, tu đạo là nhị quả, thậm chí là tam quả A-na-hàm, tứ quả A-la-hán, đoạn ngũ hạ trừ ngũ thượng, đoạn năm thứ phiền não của dục giới, trừ năm thứ phiền não của sắc giới và vô sắc giới. Bất luận là người xuất gia hay tại gia, cũng chưa từng có Phật. Đại sư Đạo Xước nói, không luận là người xuất gia tu hành, người tại gia học Phật, đều không có người nào đạt được. Đại sư Đạo Xước sống vào thời Tùy Đường, khi đó là thời đại hoàng kim của Phật Pháp. Bây giờ người tu hành học Phật rất nhiều, nhưng những gì mà đại sư thấy được, ngay đến sơ quả trong tứ thánh quả của tiểu thừa, người xuất gia hay người tại gia cũng không có ai đạt được. Ngài nói, dù cho có quả báo trời người, tất cả đều do trì ngũ giới, thập thiện mới có thể chiêu cảm được quả báo này. Thế nhưng, người giữ gìn được những giới này rất hiếm. Dẫu là quả báo ở cõi người hay cõi trời, nhất định phải thọ trì ngũ giới và thập thiện mới có thể đạt được. Nhưng mà đại sư thấy người có thể trì trọn vẹn ngũ giới và thập thiện đều rất ít. Nếu nói về khởi ác tạo tội thì chẳng khác gì như bão táp mưa sa. Nếu nói về chúng sanh khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành vi tạo nên nghiệp ác của ba nghiệp thân khẩu ý thì mãnh liệt như cuồng phong vũ bão. Đây là một cách để chúng ta hình dung. Vậy lời nói của đại sư Đạo Xước có chân thật không? Có phóng đại không? Thật ra khi chúng ta phản tỉnh lại chính mình, chính xác là như vậy. Khi cảm xúc của chúng ta đến, vô minh đến, do chúng ta luôn xem thường sự bùng phát của mọi hậu quả, nên nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Do chúng sanh bất chấp mọi thứ, ví như mê lầm, đánh mất chính mình, nên đã không màng hậu quả tốt xấu. Vì vậy, gánh nặng được nói ở đây, chúng ta không có cách gì để gánh vác nổi. Tự mình tiếp nhận nỗi đau thương và khổ não của người khác, tự mình chịu trách nhiệm mọi nỗi đau thương và khổ não của người khác, đó là lòng bi mẫn vô cùng sâu sắc. Nói về sự cảm thông, lòng bi mẫn như vậy, tức là từ bi đạt đến tột đỉnh, chúng ta không có cách nào đảm đương nổi. Nếu không có Đức Phật A-di-đà gánh vác nghiệp tội cho chúng ta, thì hậu quả đó sẽ như thế nào? Chúng ta chỉ có thể tiếp tục không ngừng luân hồi vào ba đường sáu nẻo. Nếu chúng ta có thể hiểu được, thấu triệt được Đức Phật A-di-đà đã gánh vác nghiệp chướng cho chúng ta, thì chúng ta dễ dàng tin nhận, nương tựa vào sự cứu độ của Ngài. 3. Dốc hết toàn lực. Dốc hết toàn lực là tìm cách nhổ sạch những nỗi khổ cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được an lạc, dốc hết sức mình để cứu giúp chúng sanh. Kinh Vô Lượng Thọ nói, Đức Phật A-di-đà dùng thời gian năm kiếp để tư duy về 48 đại nguyện, lại trải qua thời gian triệu tải vĩnh kiếp, tích lũy vô lượng công đức tu hành của Bồ Tát, mong muốn mười phương chúng sanh chúng ta vãng sanh về thế giới cực lạc. Nếu không vãng sanh thì Ngài không thành chánh giác. Đây chính là dốc hết toàn lực. Không thể khiến cho chúng sanh vãng sanh thế giới cực lạc, Ngài sẽ không ngừng nghỉ, liên tục, dũng mãnh tinh tấn. Nên nói, dốc hết toàn lực, tìm cách nhổ sạch những nỗi khổ não cho chúng sanh, khiến chúng sanh được an lạc. Nói về điểm này, chỉ có năm kiếp tư duy của Đức Phật A-di-đà và hạnh nguyện của triệu tải vĩnh kiếp mới có thể đạt được, nên gọi là đầy đủ năm kiếp tư duy nhiếp thủ, tu hành thanh tịnh, trang nghiêm cõi Phật, cũng chính là 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà. 4. Đặc biệt thương yêu những người tội ác. Đặc biệt thương yêu những người tội ác, thương xót những người ác hơn những người thiện, thương xót những người trái nghịch hơn những người nhu thuận. Như Kinh Phạm Võng nói, Bồ Tát khởi tâm từ bi thương xót đối với kẻ ác, có
còn sâu sắc hơn người thiện. Cái gọi là đại bi nương vào duyên, duyên vào chúng sanh khổ, đặc biệt thương xót những người tội ác, điều này chỉ có Phật và Bồ Tát mới có thể làm được. Chúng sanh chúng ta cũng nói, nhưng chúng ta thường nói về điều gì? Chúng ta hay nói về đạo đức luân lý, chính nghĩa, công lý, chính khí, những quan niệm về thiện ác đúng sai. Đương nhiên, người sống trong thế gian chắc chắn phải có những quan niệm này thì họ mới có thể hiểu, mới có thể bỏ ác làm lành, xã hội mới có thể hài hòa. Từ đó họ mới có thể sống một cuộc sống an vui hạnh phúc. Nhưng nói đến Phật, tâm Phật bình đẳng, siêu việt thiện ác hơn nữa, đối với người tội ác đau khổ và người an vui hạnh phúc, thì Phật càng thương xót người tội ác đau khổ hơn. Những người như vậy, Ngài càng sốt sắng, lo lắng, gấp rút mong muốn nhổ sạch những nỗi thống khổ cho họ, ban an vui hạnh phúc cho họ. Đại sư Thiện Đạo nói, đại bi của chư Phật dành cho những người đau khổ, tâm Ngài thường nghĩ nhớ, thương xót đến chúng sanh đang bị chìm đắm để khuyên nhủ họ trở về tịnh độ. Cũng như những người đang đuối nước cần phải cứu gấp, còn những người ở trên bờ cần gì phải cứu. Có hai người, một người ở trên bờ đang thông dong vui vẻ chơi đùa, một người đang bị chết chìm, đau khổ, dãy dụa, tuyệt vọng trong nước, mong được cứu giúp. Nhân viên cứu hộ sẽ xử lý như thế nào? Đương nhiên phải mau mau đến cứu người đang bị chết chìm. Họ không thể thấy chết mà không cứu, rồi đi chơi với người ở trên bờ. Vì thế nói, đại bi của chư Phật dành cho những người đau khổ. Có lẽ sẽ có người nghi ngờ rằng, từ bi của chư Phật đối với tất cả chúng sanh đều bình đẳng, vì sao lại dành cho những người đau khổ? Đối với những người không đau khổ, Ngài không thương xót sao? Thật ra không phải như vậy. Ngài cũng thương xót, chỉ có điều là trước hay sau, thông thả hay cấp bách mà thôi. Nên nói, thương xót người ác nhiều hơn người thiện, người trái nghịch nhiều hơn người nhu thuận là như thế. Kinh Phạm Võng nói, Bồ Tát khởi lòng từ bi đối với người ác sâu sắc hơn người thiện. Ở đặc điểm này nói, từ bi trong Phật giáo siêu việt công lý, chính nghĩa, suy nghĩ, luân lý đạo đức thông thường, nghĩa là không thể nghĩ bàn, không thể khen ngợi, không thể nói năng. Từ bi của Phật chính là như thế. Pháp môn tịnh độ xuất phát từ tấm lòng từ bi của Đức Phật A-di-đà, không phải từ luật pháp, đạo đức, quy ước nói chung. Tại sao chúng ta phải nhấn mạnh từ bi của Phật? Mọi người sống trên cuộc đời này đều phải tuân thủ luân lý, đạo đức, pháp luật, chính nghĩa, công lý. Nếu không có những điều này, xã hội sẽ rối ren. Thế nhưng, khi phản tỉnh lại chính mình, chúng ta có làm được những điều đó hay không? Hầu như chúng ta đều không thể làm được, do chúng ta đều vi phạm nhân quả, hủy hoại nhân quả. Vì vậy, Đại sư Thiện Đạo cảnh tỉnh chúng ta phải ý thức sâu sắc rằng, hiện tại bản thân là một phàm phu sanh tử tội ác. Cho nên chúng ta rất cần có một pháp môn đặc biệt thương xót tội ác như thế, đó chính là sự cứu độ từ bi của Đức Phật A-di-đà. 5. Thanh tịnh không nhiễm. Thanh tịnh không nhiễm là không chấp vào hai loại nhân và pháp, xa lìa tâm danh lợi. Nói về chúng sanh duyên từ thì có ngã chấp và pháp chấp. Cho dù pháp duyên từ không còn ngã chấp, nhưng vẫn còn pháp chấp. Đến cảnh giới Phật rồi, không còn hai loại phân biệt chấp trước nhân và pháp nữa, đương nhiên cũng không còn tâm danh lợi. Bốn mục được liệt kê ở trên không xuất phát từ tâm mong cầu danh dự, công đức, lợi dưỡng, mà được lưu xuất từ lòng chí thành thanh tịnh, hoàn toàn thoát khỏi danh dự, công đức và lợi dưỡng. Tâm Phật thanh tịnh không giống với tâm phàm phu của chúng ta có truy cầu danh dự, công đức, lợi dưỡng hoặc các thứ ngũ dục. Tâm Phật là thuần tịnh, là chí thành. Thanh tịnh chí thành là tánh không. Hơn nữa, nó lưu xuất tự nhiên, không cần tạo tác, không nương vào các pháp hữu vi. Kinh Vô Lượng Thọ nói, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, tu hành đầy đủ các hạnh, làm đại trang nghiêm, khiến cho các chúng sanh thành tựu công đức. Lại nói, trụ pháp không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô khởi, quán các pháp như huyễn, như hóa.
Đức Phật A-di-đà dùng công đức của hai loại phước và tuệ làm đại trang nghiêm, khiến cho chúng sanh trong mười phương được vãng sanh về thế giới cực lạc, chứng ngộ niết bàn. Ngài biết tất cả các pháp đều do nhân duyên hòa hợp, không có thực thể, như huyễn như hóa. Vì vậy tâm Ngài lưu xuất tự nhiên, đối với nhân quả cũng không đo lường, cũng không mảy may chấp trước, nên nói lưu xuất từ lòng chí thành thanh tịnh. Lấy tác dụng của tâm tánh đầy đủ, không khiếm khuyết năm điều ở trên, làm tâm từ bi. Nếu chỉ là tình thương thì những người thuận theo mình dĩ nhiên là mình thương, nhưng những người không thuận theo mà còn phản kháng lại mình thì mình không thương. Từ bi như đã đề cập ở trên là thương xót những người trái nghịch hơn so với những người nhu thuận. Do đó tình thương và từ bi khác nhau rất lớn. Cơ Đốc giáo nói về bác ái, nhìn chung đây cũng là tình thương lớn. Nhưng nếu chưa hàng phục được phiền não thì loại tình thương đó hẳn nhiên vẫn còn nhiễm ô, còn phân biệt chấp trước. Nên nói những người thuận theo mình dĩ nhiên mình sẽ thương yêu họ, còn những người không thuận theo mình, thậm chí chống đối mình, thì mình sẽ không thương. Trong Vãng Sanh Luận Chú, Đại sư Đàm Loan nói: các điều thiện của hàng phàm phu trời người, quả báo của trời người, hoặc nhân hoặc quả, đều là điên đảo, đều là hư ngụy, nên gọi là công đức không chân thật. Tất cả những điều thiện mà phàm phu chúng ta đã làm, bất luận là ngũ giới hay thập thiện, hoặc là quả báo được làm thân người hay chư thiên, nhân hoặc quả đều là điên đảo, đều là hư ngụy. Điên đảo nghĩa là không phải diện mạo xưa nay, tức Phật tánh. Hư ngụy nghĩa là không phải từ bản tánh vốn có. Điều này giúp chúng ta thể hội được. Tất nhiên phải hành trì ngũ giới và thập thiện. Nhưng cho dù chúng ta có hành trì ngũ giới và thập thiện được thanh tịnh đi chăng nữa, cũng vẫn điên đảo, cũng vẫn hư dối. Vì vậy chúng ta nhất định phải cầu mong vãng sanh thế giới cực lạc, nếu không lại tiếp tục lưu chuyển ở trong ba cõi sáu đường. Hầu hết người học Phật đều thọ tam quy y, kế đến là thọ ngũ giới, Bồ Tát giới. Nhưng chúng ta nghiêm khắc kiểm điểm lại bản thân, trong năm giới chúng ta có hành trì được một giới nào viên mãn, thanh tịnh hay không? Không có. Cho dù chúng ta có trì giới được thanh tịnh viên mãn đi nữa thì vẫn chưa ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Thể hội được điều này, dù chúng ta làm các việc thiện, ví dụ như tụng kinh, trì chú, lễ bái, sám hối, cứu trợ thiên tai, họa hoạn, các loại công đức từ thiện, vẫn phải trở về nguyện vãng sanh thế giới cực lạc. Nếu chúng ta chỉ cầu mong hưởng phước báo sanh cõi người, hoặc cầu mong phước báo sanh vào cõi người để tiếp tục làm những việc này, việc nọ, nếu như vậy đều phải trầm luân. Vì sao? Chỉ cần chúng ta không vãng sanh thế giới cực lạc thì vẫn còn luân hồi trong lục đạo. Như thế phước báo càng lớn, tạo nghiệp càng lớn, một khi đầu thai chuyển sang đời khác cũng khó tránh khỏi đọa vào ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu muốn thân này về sau lại có cơ hội gặp được Phật pháp, thậm chí gặp được pháp môn tịnh độ giải thoát như đời này, thật khó như lên trời vậy. Rất khó, rất khó. Nghĩa này phần trước đã đề cập là thân này không chịu đời nay độ, lại hẹn đời nào độ thân này. Đại sư Ấn Quang cũng nói: thiện nghiệp ở thế gian không ra khỏi luân hồi. Nếu đối với nghiệp vãng sanh tịnh độ có tín nguyện đầy đủ thì thiện nghiệp kia vẫn là ác nghiệp. Thiện nghiệp là thiện nghiệp, sao lại là ác nghiệp? Không phải lầm đâu. Vì thiện nghiệp ở thế gian không thoát khỏi luân hồi, không xa lìa tham sân si. Thiện của hiện tại đương nhiên có thể dẫn chúng ta đi đầu thai làm người ở đời sau để hưởng thụ các thứ vinh hoa phú quý, hoặc sanh lên trời để hưởng thụ vui thú ở cõi trời. Nhưng khi quả báo hết rồi, thọ mạng tận rồi, thì năm tướng suy hiện ra, căn cứ theo từng loại nghiệp mà luân hồi các nẻo. Thế nên trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, Phật dạy: từ trời sanh xuống địa ngục, từ địa ngục sanh lên trời. Chư thiên ở cõi trời, khi năm tướng suy hiện ra, tuổi thọ ở đấy hết rồi. Đúng lúc
nghiệp địa ngục hiện ra trước mặt, liền đọa vào địa ngục. Chúng sanh trong địa ngục khi chịu quả báo ở địa ngục xong, đúng lúc quả báo ở cõi trời tích lũy trong đời quá khứ đến, họ được sanh lên trời. Nên nói, từ trời sanh xuống địa ngục, từ địa ngục sanh lên trời là vậy. Kinh Niết Bàn cũng nói, mặc dù được làm thân phạm thiên, cho đến thân phi tưởng phi phi tưởng thiên, nhưng khi mạng chung vẫn đọa vào ba đường ác. Nghĩa là người đó không những trì ngũ giới thập thiện viên mãn, mà còn tu tứ vô lượng tâm đầy đủ, kim tu thiền định, sanh lên trời sắc giới, thậm chí tới trời vô sắc giới là trời phi tưởng phi phi tưởng, cao nhất trong các cõi trời. Tuổi thọ của các vị ấy tới 84.000 đại kiếp. Thế nhưng khi thọ mạng kết thúc vẫn bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Điều này cho chúng ta thấy được gì? Thiên đường và địa ngục dường như luôn đồng hành, luôn sát cánh bên nhau. Thân chuyển đến cõi trời, rồi thân lại xoay vần vào ba đường ác. Nhân là thiện, rốt cuộc lại đọa xuống ba đường ác. Sau khi đọa vào ba đường ác, lại sanh lên cõi trời. Bởi vì thiện không phải thiện chân thật, mà ác cũng không phải ác chân thật. Hoàn toàn không phải nói nhờ ác nên được sanh lên cõi trời, mà vì khi đó nghiệp ác hết rồi, và nghiệp sanh cõi trời là do được tích lũy từ trước, nên được sanh về cõi trời. Điều này minh chứng cho chúng ta thấy bản chất của thiện ác là giống nhau, không lìa khỏi ngã chấp, không lìa khỏi phiền não. Do đó điều ác dĩ nhiên phải tránh, nghĩa là không làm các việc ác. Điều thiện dĩ nhiên phải vâng theo, nghĩa là thường làm các việc lành. Nhưng chúng ta không thể dựa vào điều đó được, bởi vì những điều này vẫn là nghiệp luân hồi, chỉ là bỗng nhiên lên cõi trời rồi bỗng nhiên xuống địa ngục. Điều chân chính chúng ta có thể nương tựa chính là công đức thanh tịnh. Thế nên Đức Phật dạy không làm các việc ác, thường làm các việc lành. Sau đó phải tự thanh tịnh ý mình. Nhưng chúng ta tự thanh tịnh ý mình cũng làm không được. Chẳng sao cả, hiện tại chúng ta có thể nương tựa vào Đức Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà có công đức thanh tịnh không? Có. Công đức thanh tịnh của Ngài ở đâu? Ở trong danh hiệu. Đó là Vạn Đức Hồng Danh, danh thể nhất như. Câu danh hiệu Di-đà này là bản thân của Ngài. Hơn nữa, y chánh nhất như, câu danh hiệu Di-đà này cũng bao gồm tất cả công đức của thế giới cực lạc. Vì vậy, chúng ta muốn tiếp nhận công đức của Đức Phật A-di-đà chính là chuyên xưng danh hiệu của Ngài. Đơn cử như việc chụp X-quang, mọi người đều từng chụp qua X-quang rồi. Tia X-quang vừa chiếu lên là hiện tượng gì? Đây là xương. Đối trước tia X-quang, không có sự khác biệt giữa giàu, nghèo, không có sự ngăn cách giữa nam, nữ, già, trẻ, cũng không có sự phân biệt giữa thiện, ác, tốt, xấu, chỉ có sự kết nối giữa xương và xương mà thôi. Thế nhưng, chúng ta nhìn bằng mắt thịt, sẽ thấy như thế nào? Người này trẻ, người kia đẹp, người này dễ thương, người kia không dễ thương. Có sự thật như vậy không? Nếu căn cứ vào thực tướng để nói, thì thân thể của chúng ta đều là xương, máu, thịt, phân và nước tiểu. Không có gì gọi là nam nữ già trẻ, không có gì gọi là thiện ác tốt xấu. Đương nhiên cũng không có gì gọi là giàu sang hay nghèo hèn. Cũng vậy, trước tấm lòng tuyệt đối của Phật, chúng sanh có sự khác biệt giữa thiện ác thanh tịnh ô uế hay không? Không. Có phân biệt thánh nhân phàm phu, người biết tu hành, người không biết tu hành hay không? Không có. Nếu có là có điều gì? Chính là phàm phu tội ác trong sanh tử. Cho nên ánh sáng tuyệt đối của Phật soi rọi thực tướng của chúng ta, thấy tất cả đều là phàm phu tội ác trong sanh tử. Đại sư Thiện Đạo cũng nói, một, quyết định tinh sâu, hiện tại bản thân là phàm phu tội ác trong sanh tử, nên từ nhiều kiếp luân xa trở lại đây, chúng ta thường bị chìm đắm, thường bị lưu chuyển, không có duyên để ra khỏi. Cho dù nhờ trì ngũ giới, thập thiện, tu tứ vô lượng tâm, thiền định và sanh lên cõi trời đi nữa,
Nhưng đứng trước ánh sáng của Phật, chúng ta vẫn là một phàm phu tội ác trong sanh tử. Chúng ta cần phải nhận thức như vậy mới phát khởi tấm lòng tin nhận triệt để, nương tựa triệt để vào từ bi của Đức Phật A Di Đà. Năm, từ bi của Phật Bồ Tát. Kinh Lăng Nghiêm nói: mười phương Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Đại Kinh nói: ta thương xót hàng trời người các ông còn hơn cha mẹ thương con. Kinh Duy Ma nói: ví như ông trưởng giả có một đứa con, nếu con bị bệnh, cha mẹ cũng bệnh; nếu con bình phục, cha mẹ cũng bình phục. Bồ Tát cũng vậy, thương yêu các chúng sinh như con một. Chúng sanh bệnh, Bồ Tát cũng bệnh; chúng sanh bình phục, Bồ Tát cũng bình phục. Có thể nói, chúng sanh khổ não, ta khổ não; chúng sanh an lạc, ta an lạc. Kinh Tạp Thí Dụ nói: tích lũy đại thệ nguyện từ bi với chúng sanh, xin đầu cho đầu, xin mắt cho mắt, tất cả mong cầu thảy đều cấp đủ. Kinh Hoa Nghiêm nói: ta vì cứu độ tất cả chúng sanh phát tâm Bồ Đề, ta sẽ ở trong các đường ác kia thay thế chúng sanh lãnh thọ mọi sự đau khổ, khiến họ được giải thoát. Ta sẽ vì tất cả chúng sanh nhận chịu mọi đau khổ, khiến họ được ra khỏi vô lượng khổ trong biển sanh tử. Ta thà một mình chịu các thứ khổ như thế, chẳng để chúng sanh bị đọa vào địa ngục. Ta đem thân làm vật thay thế, cứu vớt tất cả chúng sanh trong đường ác, khiến họ được giải thoát. Đại Kinh nói: tôi thệ nguyện thành Phật, thực hành khắp nguyện này, tất cả sự sợ hãi khiến thành đại an lạc, khiến tôi ở đời mau thành chánh giác, nhổ sạch hết các gốc khổ sanh tử. Tôi ở vô lượng kiếp chẳng làm đại thí chủ cứu khắp các chúng sanh khổn khổ thì chẳng thành chánh giác. Vì chúng khai tạng pháp, rộng thí báo công đức, chuyên cầu pháp thanh tịnh, vì lợi lạc quần sanh, khiến cho các chúng sanh công đức được thành tựu. Bốn đoạn pháp ngữ trong Đại Kinh này đều từ Phật tâm của Đức Phật A-di-đà lưu xuất. Đại Bảo Tích Kinh Như Lai Hội nói: nếu tâm chẳng thể thường hành thí, cứu khắp bần khổ, thoát các nạn, lợi ích thế gian khiến an lạc, chẳng thành đấng pháp vương cứu đời, hay cứu tất cả các thế gian, mọi khổ não, sanh già, bệnh chết. Đại Bảo Tích Như Lai Hội và Kinh Vô Lượng Thọ cùng một bản, dịch khác nhau, nhưng đều nói về Phật tâm của Đức Phật A-di-đà. Kinh Trang Nghiêm cũng giống như thế, là tiếng gọi của Đức Phật A-di-đà đối với chúng sanh. Kinh Trang Nghiêm nói: vì quần sanh làm đại đạo sư, độ thoát già chết khiến an ổn, chúng sanh luân hồi trong các nẻo, mau sanh nước tôi hưởng an vui, thường dẫn từ tâm cứu hữu tình, độ hết chúng sanh khổ a tỳ. Đức Phật A-di-đà thành Phật đến nay, hàng năm, hàng tháng, mỗi ngày, mỗi đêm, từng giờ, từng khắc, từng phút, từng giây, từng âm thanh, từng ý niệm, luôn luôn kêu gọi không ngừng, đang cấp thiết muốn cứu độ chúng ta, sốt ruột chờ đợi chúng ta quay về thế giới cực lạc. Cho nên nói, chúng sanh luân hồi trong các nẻo, nghĩa là tất cả chúng sanh thiện hay ác, đều đang luân hồi nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người, cõi trời, mau sanh nước tôi hưởng an lạc. Ba cõi không an như nhà lửa đang bốc cháy, các khổ đầy dẫy thật rất đáng sợ. Con phải mau mau thức tỉnh, con phải mau mau vãng sanh về thế giới cực lạc của tôi, mới có thể rốt ráo lìa khổ được vui. Đây là tiếng gọi thống thiết của Đức Phật A-di-đà đối với mười phương chúng sanh. Từ mười kiếp đến nay cũng thể hiện được sự chủ động, tích cực,
bình đẳng, vô phân biệt, vô điều kiện của Đức Phật A-di-đà muốn cứu độ chúng ta. Chúng ta thử nghĩ, 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà là do chúng ta chắp tay hướng về Ngài, yêu cầu, gian giái thỉnh Ngài phát ra chăng? Chẳng phải thế, tự Ngài chủ động vì chúng ta mà phát ra. Trong vô lượng kiếp về trước, khi chúng ta vẫn còn đang tạo tội, tạo nghiệp, chẳng biết đang đầu thai chuyển thế, thọ khổ, thọ nạn trong cõi nào, Đức Phật A-di-đà đã chủ động, đã âm thầm vì chúng ta mà phát thệ nguyện, vì chúng ta trải qua năm kiếp tư duy. Ngài tư duy xem cách nào mới có thể dễ dàng, nhanh chóng cứu độ chúng ta. Làm cách nào để sau khi chúng ta đến thế giới cực lạc, có thể nhanh chóng thành Phật. Cho nên, 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà là chủ động vì chúng sanh trong mười phương mà phát ra. Khi phát nguyện, trong tâm của Đức Phật A-di-đà luôn luôn kêu gọi mười phương chúng sanh chúng ta, ngay từ lúc thành Phật đến nay đã trải qua mười kiếp, vẫn mãi kêu gọi chúng ta. Giống như mẹ hiền tựa cửa trông ngóng đứa con phương xa mau mau trở về, đến nỗi sốt ruột, thống thiết, thậm chí đau khổ. Cho nên, nếu chúng ta có thể cảm nhận nỗi lòng trong ngóng của người mẹ với đứa con thơ đang lưu lạc trở về, thì phải mau mau gấp rút tìm về tình thân đó, càng có thể thể hội được câu chúng sanh luân hồi trong các nẻo, mau sanh nước tôi hưởng an vui. Đức Phật A-di-đà kêu gọi chúng ta, trông ngóng chúng ta, yêu cầu chúng ta. Đây là một dạng tâm lý nóng lòng đến nỗi không nhẫn nại được. Dĩ nhiên, tâm thanh tịnh của Phật chẳng sinh chẳng diệt, vô tướng vô nguyện, vô tác vô khởi, không như chúng ta có sốt ruột chờ đợi, có lo lắng khôn nguôi. Nhưng đối với chúng ta mà nói thì mường tượng ra tâm lý như thế. Hơn nữa, Đức Phật A-di-đà nói: thường dẫn từ tâm cứu hữu tình, độ hết chúng sanh khổ a tỳ. Đó là tuyệt đối bình đẳng, chẳng có điều kiện. Ngay cả chúng sanh ở địa ngục a tỳ, Ngài cũng phải gấp rút cứu độ. Chúng sanh ở địa ngục a tỳ có hai hạng: một là hiện đời tạo tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp; hai là trong đời quá khứ tạo tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, ngày nay vẫn còn là chúng sanh đang đọa lạc nơi địa ngục a tỳ. Hai hạng chúng sanh này có thể nói đã đoạn mất thiện căn, chẳng gặp được Phật pháp để học Phật tu hành, cũng chẳng gặp được duyên lành để hành thiện tích đức, chỉ gặp toàn duyên ác, rồi tạo tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Song Đức Phật A Di Đà chẳng tính toán, chẳng phân biệt, chẳng chê bai, chẳng chán ghét, chẳng bỏ rơi, còn đặc biệt thương xót, muốn cứu độ họ. Cho nên, lòng từ bi cứu độ của Đức Phật A Di Đà siêu việt mọi sự tưởng tượng của chúng ta. Vì thế nói, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể nói năng là vậy. 6. Từ bi của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà thương xót cứu độ mười phương chúng sanh là tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới, không phân biệt thánh nhân, phàm phu, thiện ác, hiền ngu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không oán, không thân, không ghét, không thương, oán thân bình đẳng, ta và người không hai, ta và người đồng một thể, cơ pháp nhất thể, chúng sanh và Phật đồng một thể, đồng thể đại bi, vô duyên đại từ, lấy vô duyên đại từ nhiếp thủ tất cả chúng sanh. Phật và chúng sanh là nhất thể, ta và người không hai. Cho nên, vật dụng của người này là vật dụng của người kia, hạnh tu của người là hạnh tu của mình. Từ bi của Đức Phật A-di-đà là cứu độ chúng sanh, cứu độ tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới, không phân biệt, đều đối xử bình đẳng, xem người khác như bản thân mình. Đây gọi là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Phật và chúng sanh là nhất thể, ta và người không hai.
mười phương chúng sanh chúng ta với Đức Phật A-di-đà là cùng một thể. Đức Phật A-di-đà và mười phương chúng sanh không có khoảng cách, không có phân biệt, không có ngăn trở, không có chướng ngại. Vật dụng của người này là vật dụng của người kia. Là nói, Đức Phật A-di-đà, tất cả công đức của Ngài đều là công đức của chúng ta. Hạnh tu của người là hạnh tu của mình. Nguyện của Đức Phật A-di-đà phát ra khi còn tu ở nhân địa, những hạnh đã tu, những công đức đã tích lũy đều đồng với nguyện của chúng ta, hạnh của chúng ta, công đức của chúng ta. Hạnh nguyện của Đức Phật A-di-đà là hạnh nguyện của chúng sanh, không phải không có nguyên nhân. Công đức của Đức Phật A-di-đà là công đức của chúng sanh, không phải nguyên nhân khác. Vật dụng của Đức Phật A-di-đà là vật dụng của chúng sanh, không phải của ai khác. Hạnh nguyện của Đức Phật A-di-đà là hạnh nguyện của chúng sanh, không phải không có nguyên nhân. Đức Phật A-di-đà trải qua năm kiếp tư duy, phát ra 48 đại nguyện và trải qua triệu tải vĩnh kiếp, tích lũy vô lượng công đức tu hành của Bồ Tát, chính là nguyện của chúng ta, hạnh của chúng ta, không phải không có nguyên nhân. Phật Pháp nói tất cả đều do nhân duyên hòa hợp. Dù chúng ta niệm Phật vãng sanh thế giới cực lạc cũng nằm trong nhân duyên này. Công đức của Đức Phật A-di-đà là công đức của chúng sanh, không phải nguyên nhân khác. Đức Phật A-di-đà có công đức vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. Công đức vô lượng vô biên bất khả tư nghị này chính là công đức của chúng ta, không phải nguyên nhân khác. Đức Phật A-di-đà coi bản thân ngang hàng với chúng ta, những gì Ngài nói bằng với những gì chúng ta có. Vật dụng của Đức Phật A-di-đà là vật dụng của chúng sanh, không phải của ai khác. Tây phương cực lạc của Đức Phật A-di-đà chính là Tây phương cực lạc của chúng ta, bởi vì là nhất thể, không phải người khác, không phải của ai khác. Như chim cộng mạng, hổ đồng phúc thực. Loài chim cộng mạng trên thân có hai mạng sống, thức thì khác nhưng báo thì đồng. Kinh A-di-đà nói thế giới cực lạc có một loài chim gọi là chim cộng mạng. Chim cộng mạng là loài chim có một thân hai đầu, nghĩa là có hai mạng sống, có hai a lại gia thức, có hai ý thức, nhưng chỉ có một thân thể, chung một cái bụng. Vì vậy nói hổ đồng phúc thực, chính là nói chúng sanh chúng ta không có cách nào tiêu trừ nghiệp chướng của bản thân để thoát khỏi luân hồi được, không có cách nào tích lũy công đức để nhanh chóng thành Phật được. Nhưng Đức Phật A-di-đà có thể, Ngài có sức lực này. Hơn nữa, Ngài xem chúng ta như chính bản thân của Ngài, do đó Ngài có thể tiêu trừ nghiệp chướng cho chúng ta, khiến cho chúng ta nhanh chóng thành tựu Phật quả. Đây là then chốt của tông tịnh độ. Tha lực Phật lực, Phật làm mình hưởng, tin Phật cứu độ như đá được đặt lên thuyền. Đây là chìa khóa, là cốt tủy quan trọng nhất của tông tịnh độ. Nghĩa là chúng ta học pháp môn tịnh độ, niệm Phật mong muốn vãng sanh thế giới cực lạc. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu rõ Đức Phật A-di-đà là một vị Phật đáng tôn kính như thế nào. Phải hiểu rõ tấm lòng của Phật, từ bi của Phật. Vậy từ bi của Ngài là thế nào? Mối liên hệ giữa Ngài với chúng ta là gì? Chúng ta cần phải hiểu rõ. Nếu người học pháp môn tịnh độ, niệm Phật nguyện sanh về thế giới cực lạc mà không hiểu rõ Đức Phật A-di-đà là một vị Phật đáng tôn kính như thế nào, không hiểu rõ tâm Phật, không hiểu rõ mối liên hệ giữa tấm lòng từ bi của Ngài với chúng ta là gì, chỉ tin rằng từ cõi này đến phương Tây trải qua 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới gọi là cực lạc, cõi ấy có Phật hiệu A-di-đà. Cũng chính là tin rằng ở thế giới cực lạc có Đức Phật A-di-đà. Thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà vượt qua 10 vạn ức cõi Phật, quả là cao quá, xa quá. Chúng ta ở đây cực khổ niệm Phật, khiêm cung lễ lại, cầu mong Đức Phật A-di-đà cứu độ chúng ta. Nếu hiểu như vậy là không đúng, không triệt để, không thuần túy, không hoàn chỉnh, không chính xác. Như thể là chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ về Ngài. Thế nên, mặc dù chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhưng lại ngăn cách với Đức Phật A-di-đà, chẳng phải là một thể không xa rời. Thật ra, Đức Phật A-di-đà xem chúng ta như chính bản thân Ngài, nghĩa là đối với tất cả chúng sanh, Ngài đều coi như bản thân mình. Đây là phần cốt tủy của Phật giáo, là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, cứu khổ ban vui.
Thế nhưng chúng ta tu học theo tông Tịnh Độ, chúng ta đã niệm Phật, chúng ta cũng mong muốn vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Mỗi ngày chúng ta niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng lại không xem Đức Phật A Di Đà là vị Phật như vậy. Cũng giống như đứa con mỗi ngày đều kêu cha gọi mẹ, ấy thế mà lại cư xử với cha mẹ như những người khác, xem họ không phải là cha mẹ của mình. Như vậy có thể tạo thành mối liên hệ cha con, mẹ con hay không? Không thể. Cho nên chúng ta học pháp môn Tịnh Độ, niệm Đức Phật A-di-đà thì phải thể hội được tâm Phật. Đây cũng là trọng tâm của buổi thảo luận ngày hôm nay của chúng ta, tức là tin nhận sự cứu độ đại nguyện, đại lực, đại từ bi của Đức Phật A-di-đà. Tha lực, Phật lực. Tha lực ở đây là chỉ nguyện lực từ bi của Đức Phật A-di-đà, không phải nói tha lực của Đức Phật khác hay Bồ Tát, A-la-hán. Duy nhất chỉ có Đức Phật A-di-đà mà thôi. Mặc dù mười phương các Đức Phật rất nhiều, nhưng chỉ có Đức Phật A-di-đà vì chúng ta phát 48 đại nguyện, vì chúng ta trải qua triệu tải vĩnh kiếp, tích lũy vô lượng công đức tu hành của Bồ Tát, hoàn thành thế giới Cực Lạc, hoàn thành câu danh hiệu để có thể dễ dàng cứu độ chúng ta đến thế giới Cực Lạc, mau chóng thành Phật. Trong mười phương các Đức Phật, chỉ có Đức Phật A-di-đà làm được điều này. Vì vậy, Đức Phật A-di-đà là vua trong các Đức Phật, là tối tôn trong các ánh sáng. Phật làm chúng ta hưởng, Đức Phật A-di-đà làm mọi thứ đều cho hết chúng ta. Vậy chúng ta nên tin tưởng và tiếp nhận điều đó. Tin Phật cứu độ như đá được đặt lên thuyền. Chúng ta phải lãnh thọ như thế nào? Chính là tin nhận sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà, sau đó xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật, giống như hòn đá được để lên thuyền. Hòn đá không luận là hòn đá lớn hay chỉ là một hạt cát nhỏ li ti, không kể lớn nhỏ, chỉ cần để lên thuyền thì nó sẽ không bị chìm xuống biển, nhất định nó có thể qua được bờ bên kia. Nó có thể qua được bờ bên kia chẳng phải là sức lực của hòn đá, mà hoàn toàn là sức lực của thuyền. Nó chẳng qua là biết thân biết phận ở yên trên thuyền mà thôi. Do đó hòn đá to cũng được, hòn đá nhỏ cũng được, nó đều qua được bờ bên kia. Mấu chốt không phải ở chỗ nó lớn hay nhỏ, điều quan trọng là nó có ở trên thuyền hay không ở trên thuyền. Đây là ví dụ, nghiệp tội của chúng sanh chúng ta dù nặng hay nhẹ, dù có công đức hay không có công đức, muốn thoát ly lục đạo luân hồi, nhanh chóng thành Phật, then chốt nằm ở chỗ chúng ta có bước lên thuyền đại nguyện cứu độ của Đức Phật A-di-đà hay không. Nếu bước lên thuyền thì dù cho chúng ta không biết tu hành, không có công đức, thậm chí như Kinh Hoa Nghiêm nói về nghiệp ác là khắp cõi hư không cũng không thể dung chứa, cũng không hề trở ngại, đều có thể khiến cho chúng ta xa lìa lục đạo sanh tử luân hồi, khiến cho chúng ta vãng sanh thế giới Cực Lạc, nhanh chóng thành Phật. Cho nên chúng ta có thể giải thoát hay không, điều cốt lõi không phải ở chỗ chúng ta biết tu hành, nòng cốt nằm ở chỗ chúng ta có tin tưởng, có nương tựa vào sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà hay không mà thôi. 7. Làm thế nào để tiếp nhận sự từ bi của Đức Phật A-di-đà? Phật nhớ chúng sanh nhớ Phật, Phật và chúng sanh nhớ nhau, không rời xa nhau, Phật và chúng sanh không xa rời, cơ pháp nhất thể. Đức Phật A-di-đà có nghĩ nhớ đến chúng ta không? Có. Vậy chúng sanh chúng ta có cần nghĩ nhớ đến Đức Phật A-di-đà hay không? Cần. Như vậy không phải Phật và chúng sanh nhớ nhau, không rời xa nhau hay sao? Phải. Đây chính là Phật và chúng sanh không xa rời, cơ pháp nhất thể. Cho nên tông Tịnh Độ có danh từ đặc biệt gọi là cơ pháp nhất thể, cơ pháp không lìa, cơ pháp nương nhau. Cơ là chỉ chúng sanh chúng ta niệm Phật, nghĩa là Nam Mô. Pháp là chỉ Đức Phật cứu độ chúng ta, nghĩa là A Di Đà Phật. Đức Phật A Di Đà nghĩ nhớ đến chúng ta, phát nguyện mong muốn cứu độ chúng ta. Chúng ta cũng nghĩ nhớ đến Ngài, phát nguyện mong muốn được Ngài cứu. Có thể nói Nam Mô là chúng sanh không thể tách rời sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà.
Ngài cũng không thể tách rời chúng ta. Nam mô. Như vậy, chúng sanh niệm Phật Nam mô và Phật A Di Đà cứu độ chúng ta, cả hai kết thành một thể, không rời xa nhau. Đây gọi là Nam mô A Di Đà Phật, cũng gọi là cơ pháp nhất thể. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải xưng niệm hoàn chỉnh danh hiệu sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật. Người niệm Phật cần phải thể hội được như thế. Được như vậy, chúng ta niệm Phật sẽ thân thiết, niệm Phật có pháp hỷ. Từ đó, trong lòng chủ động, vui vẻ niệm Phật. Thay vì niệm Phật không có pháp vị, niệm một chút thôi cũng cảm thấy bất nhẫn, thậm chí còn miễn cưỡng, phiền muộn. Nam mô A Di Đà Phật. Phụ lục, giảng nghĩa, giải thích từ bi. Một, Quán Kinh nói, tâm Phật là đại từ đại bi, dùng vô duyên từ để nhiếp thủ các chúng sanh. Phụ lục giảng nghĩa, pháp môn tịnh độ, lấy dễ dàng làm đặc sắc, tin nhận Đức Phật A-di-đà cứu độ chúng sanh. Hai, Kinh Niết Bàn nói, tất cả thanh văn, duyên giác, Bồ-Tát và chư Phật Như Lai, hết thảy căn lành, thì từ là căn bản. Ba, từ bi là tâm niệm của chư Phật, là then chốt của đạo Phật, là căn bản của đạo Phật, là nền tảng của tất cả căn lành, là cội gốc của muôn việc thiện, là vua của các điều thiện, là chỗ ẩn chứa của đức hạnh, là nơi làm tất cả chúng sanh quay về nương tựa. Quyến thuộc từ bi quan trọng hơn máu thịt, đời đời theo nhau, sống chết không xa rời. 4. Ban vui là từ, cứu khổ là bi. Luận Đại Trí Độ nói, đại từ là ban cho tất cả chúng sanh niềm vui, đại bi là cứu tất cả chúng sanh khổ. Luận Thập Địa Kinh nói, từ là đồng ban cho nhân quả hỷ lạc, bi là đồng nhổ sạch nhân quả khổ đau. Tâm ban cho chúng sanh sự an lạc là từ, tâm nhổ đi những nỗi khổ của chúng sanh là bi. 5. Cứu khổ là từ, ban vui là bi. Kinh Niết Bàn nói, vì các chúng sanh mà bỏ đi những điều không lợi ích, đó gọi là đại từ. Muốn ban cho chúng sanh vô lượng lợi ích an lạc, đó gọi là đại bi. Vãng Sanh Luận Chú nói, cứu khổ là từ, ban vui là bi. Vì nương nơi từ, nhổ sạch tất cả khổ cho chúng sanh. Vì nương nơi bi, khiến cho tâm chúng sanh lìa xa những sự bất an. Ban cho chúng sanh tâm an lạc là bi, nhổ sạch những nỗi buồn khổ trong tâm chúng sanh là từ. Hai thuyết trên có sự khác nhau. Đầu tiên, từ bi là cứu khổ ban vui. Chỉ cần nương vào hai chữ từ bi để tỏ rõ tâm ấy. Trong hai cách giải thích thì dùng cách nào cũng được. Nói tóm lại, tác dụng của tâm thương yêu, cảm thông, bình đẳng đối với tất cả chúng sanh gọi là từ bi. 6. Từ bi có ba loại. Tam duyên từ bi, nói tắt là tam từ. Vãng Sanh Luận Chú nói, từ bi có ba duyên. Một là chúng sanh duyên, gọi là tiểu từ. Hai là pháp duyên, gọi là trung từ. Ba là vô duyên, gọi là đại từ. 6.1. Chúng sanh duyên từ, còn gọi là hữu tình duyên từ hoặc sanh duyên từ bi. Vì thấy chúng sanh đang chịu đau khổ, tai nạn nguy hiểm hiện ra trước mặt mà khởi từ bi, nghĩa là những điều mắt thấy tai nghe, từ tình trạng thống khổ của các chúng sanh mà khởi từ bi, nên gọi là chúng sanh duyên từ bi. Chẳng những duyên vào tất cả chúng sanh để phát khởi từ bi, mà còn phải duyên vào tướng trạng của chúng sanh để phát khởi, nghĩa là duyên vào hình dáng của chúng sanh này, chúng sanh kia, vân vân mà phát khởi từ bi, nên gọi là chúng sanh duyên từ bi. Xem tất cả chúng sanh như con đỏ mà ban vui cứu khổ, đây là từ bi của phàm phu. Nhưng từ bi của hàng tam thừa, thanh văn, duyên giác và Bồ Tát lúc đầu cũng thuộc loại này, nên gọi là tiểu từ bi. 6.2. Pháp duyên từ bi chỉ cho các bậc đã thấy rõ chân lý của các pháp đều vô ngã, từ đó khởi từ bi. Hoàn toàn chẳng phải nghe thấy tướng khổ khác biệt của mỗi người. Bồ Tát dựa vào nguyên lý coi tất cả chúng sanh đều bình đẳng vô sai biệt, từ đó khởi tâm từ bi bình đẳng vô sai biệt
đối với tất cả chúng sanh gọi là pháp duyên từ bi. Các bậc thánh đã phá được ngã tướng, diệt tướng nhất dị, thấy chúng sanh chỉ là sự vay mượn của năm uẩn hợp thành mà khởi từ bi. Đặc biệt những chúng sanh này không biết ngã không, vọng khởi dục niệm, nên các bậc thánh thương xót, khiến cho họ tùy ý được an lạc. Pháp duyên từ bi liên quan đến từ bi của bậc nhị thừa vô học, tức A-la-hán, và bậc Bồ-Tát sơ địa trở lên, còn gọi là trung từ bi. 6.3. Vô duyên từ bi là lìa hẳn kiến giải sai khác, phát khởi lòng từ bi bình đẳng tuyệt đối không phân biệt. Tâm đại bi này chỉ riêng Phật mới đầy đủ, chẳng phải điều mà phàm phu hàng nhị thừa có thể phát khởi được, cho nên đặc biệt gọi là đại từ đại bi hoặc là đại từ bi. Đại từ bi lưu xuất từ tính chất tự nhiên của Phật tâm. Nói cách khác, chưa đạt đến cảnh giới của Phật thì không có tâm Phật này, không thể tự nhiên hiển lộ thì nhất định phải có tạo tác, nhất định phải có đối tượng. Chúng sanh duyên từ cũng vậy, pháp duyên từ cũng vậy, đều phải nương vào đối tượng. Vì vậy nói, từ bi của Phật là vô duyên đại từ, nghĩa là gồm chứa cả hai pháp trên. Tâm vô sở duyên, vì tâm Phật không duyên vào nơi nào. Ngài thương xót chúng sanh vì không biết thật tướng của các pháp, nên phải qua lại sáu đường, tâm đắm theo các pháp, phân biệt chọn lựa, tức lấy bỏ, nên Ngài khiến cho chúng sanh được trí tuệ để thấy rõ thật tướng của các pháp. Hơn nữa, lòng thương xót của Phật rộng lớn không bờ mé, cho nên gọi là vô tận đại bi. Không có gì rộng hơn, không có gì lớn hơn, và không có gì vượt lên trên lòng thương xót này. 7. Hơn nữa, phân tích đại từ bi tóm lại có 5 đặc điểm cơ bản sau. 7.1. Thương yêu bình đẳng. Thương yêu bình đẳng như phần lời tựa trong Đại Kinh ghi: đối với tất cả chúng sanh xem như bản thân mình, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, đồng tâm, đồng cảm, đồng nhẫn chịu, thương yêu tất cả chúng sanh bình đẳng không phân biệt, không có người đáng ghét, không có người là bà con quyến thuộc, không có ai là kẻ thù hay bằng hữu, cũng không có ai là thân sơ thương ghét. Lòng từ bi đó gọi là oán thân bình đẳng, ta và người không hai, ta và người là một thể. 7.2. Tự nhận nỗi khổ của người khác. Như phần mở đầu trong Đại Kinh nói, Đức Phật A-di-đà làm người bạn không mời của tất cả chúng sanh, gánh vác trách nhiệm và gánh nặng cho chúng sanh. Tự mình tiếp nhận nỗi đau thương và khổ não của người khác, tự mình chịu trách nhiệm mọi nỗi đau thương và khổ não của người khác, đó là lòng bi mẫn vô cùng sâu sắc. 7.3. Dốc hết toàn lực. Dốc hết toàn lực là tìm cách nhổ sạch những nỗi khổ cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được an lạc, dốc hết sức mình để cứu giúp chúng sanh. 7.4. Đặc biệt thương yêu những người tội ác. Đặc biệt thương yêu những người tội ác là thương xót những người ác hơn những người thiện, thương xót những người trái nghịch hơn những người nhu thuận. Như Kinh Phạm Võng nói, Bồ Tát khởi tâm từ bi, thương xót đối với kẻ ác còn sâu sắc hơn người thiện. 7.5. Thanh tịnh không nhiễm. Thanh tịnh không nhiễm là không chấp vào hai loại nhân và pháp, xa lìa tâm danh lợi. Bốn mục được liệt kê ở trên không xuất phát từ tâm mong cầu danh dự, công đức, lợi dưỡng, mà được lưu xuất từ lòng chí thành thanh tịnh, hoàn toàn thoát khỏi danh dự, công đức và lợi dưỡng. Lấy tác dụng của tâm tánh đầy đủ, không khiếm khuyết năm điều ở trên làm tâm từ bi. Nếu chỉ là tình thương thôi, thì những người thuận theo mình, dĩ nhiên là mình thương. Nhưng những người không thuận theo mình mà còn phản kháng lại mình, thì mình không thương. Từ bi như đã đề cập ở trước là thương xót những người trái nghịch hơn so với những người nhu thuận. Do đó, tình thương và từ bi khác nhau rất lớn. 8. Từ bi của Phật Bồ Tát. Kinh Lăng Nghiêm nói, mười phương Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Đại Kinh nói, ta thương xót hàng trời người, các ông còn hơn cha mẹ thương con. Kinh Duy Ma nói, ví như ông trưởng giả có một đứa con, nếu con bị bệnh, cha mẹ cũng bệnh, nếu con bình phục, cha mẹ cũng bình phục. Bồ Tát cũng vậy,
thương yêu các chúng sanh như con một. Chúng sanh bệnh, Bồ Tát cũng bệnh. Chúng sanh bình phục, Bồ Tát cũng bình phục. Có thể nói, chúng sanh khổ não, ta khổ não. Chúng sanh an lạc, ta an lạc. Kinh Tạp Thí Dụ nói: tích lũy đại thệ nguyện từ bi đối với chúng sanh, xin đầu cho đầu, xin mắt cho mắt, tất cả sở cầu thảy đều cấp đủ. Kinh Hoa Nghiêm nói: ta vì cứu độ tất cả chúng sanh phát tâm Bồ Đề, ta sẽ ở trong các đường ác kia thay thế chúng sanh lãnh thọ mọi sự đau khổ, khiến họ được giải thoát. Ta sẽ vì tất cả chúng sanh nhận chịu mọi đau khổ, khiến họ được ra khỏi vô lượng các khổ trong biển sanh tử. Ta riêng nhận các khổ như thế, chẳng để chúng sanh bị đọa vào địa ngục. Ta đem thân làm vật thay thế, cứu vớt tất cả chúng sanh trong đường ác, khiến họ được giải thoát. Đại Kinh nói: tôi thệ nguyện thành Phật, thực hành khắp nguyện này, tất cả sự sợ hãi khiến thành đại an lạc, khiến tôi ở đời mau thành chánh giác, nhổ sạch hết các gốc khổ sanh tử. Tôi ở vô lượng kiếp chẳng làm đại thí chủ, cứu khắp các chúng sanh khốn khổ thì chẳng thành chánh giác. Vì chúng khai tạng pháp, rộng thí báo công đức, chuyên cầu pháp thanh tịnh, vì lợi lạc quần sanh, khiến cho các chúng sanh công đức được thành tựu. Đại Bảo Tích Kinh Như Lai Hội nói: nếu tâm chẳng thể thường hành thí, cứu khắp bần khổ thoát các nạn, lợi ích thế gian khiến an lạc, chẳng thành đấng pháp dương cứu đời, hay cứu tất cả các thế gian, mọi khổ não sanh già bệnh chết. Kinh Trăng Nghiêm nói: vì quần sanh làm đại đạo sư, độ thoát già chết khiến an ổn. Chúng sanh luân hồi trong các nẻo, mau sanh nước tôi hưởng an vui. Thường vận từ tâm cứu hữu tình, độ hết chúng sanh khổ a tỳ. 9. Đức Phật A-di-đà thương xót cứu độ mười phương chúng sanh, là tất cả chúng sanh tận hư không, khắp pháp giới, không phân biệt thánh nhân, phàm phu, thiện, ác, hiền, ngu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không oán, không thân, không ghét, không thương, oán thân bình đẳng, ta và người không hai. Ta và người đồng một thể, cơ pháp nhất thể, chúng sanh và Phật đồng một thể. Đồng thể đại bi, vô duyên đại từ, lấy vô duyên đại từ nhiếp thủ tất cả chúng sanh. Phật và chúng sanh là nhất thể, ta và người không hai. Cho nên, vật dụng của người này là vật dụng của người kia, hạnh tu của người là hạnh tu của mình. Hạnh nguyện của Đức Phật A-di-đà là hạnh nguyện của chúng sanh, không phải không có nguyên nhân. Công đức của Đức Phật A-di-đà là công đức của chúng sanh, không phải nguyên nhân khác. Vật dụng của Đức Phật A-di-đà là vật dụng của chúng sanh, không phải của ai khác. Như chim cộng mạng, hổ đồng, phúc thực. Loài chim cộng mạng trên một thân có hai mạng sống, thức thì khác, nhưng báo thì đồng nhau. Đây là then chốt của tông tịnh độ: tha lực, Phật lực, Phật làm mình hưởng, tin Phật cứu độ như đá được đặt lên thuyền. 10. Phật nhớ chúng sanh nhớ Phật, Phật và chúng sanh nhớ nhau, không rời xa nhau, Phật và chúng sanh không xa rời, cơ pháp nhất thể.